update information rồi này kia nữa. Cho nên năm nay thì có even more information than last year. Làm khác hơn một chút. Cho nên ok, bây giờ thì đúng là 9 giờ, gần 9 giờ 45 rồi. They didn't set up the PowerPoint presentation and we'll start right on time. Ok, mình bắt đầu nha quý vị. Trước nhất là Đinh muốn chúc mọi người, các bạn là hôm nay là Easter, chúc mọi người Happy Easter nha. Đinh biết năm hôm nay thì có thể có chương trình gia đình, cho nên Đinh hy vọng làm cái chia sẻ cái flower photography này cho đầy đủ và cho nó nhanh kịp để cho quý vị có thời gian để trở lại với gia đình. Khi mà mình chụp hoa đó quý vị, nó rất là gần như là mình chụp chân dung vậy đó. Cho nên đi đặt hôm cái bài chia sẻ hôm nay là flower portrait photography, bởi vì mình dùng rất là nhiều các concept của portrait photography qua chụp hoa. Hôm nay mình sẽ nói về những cái gì mà nó cần mình dùng về portrait photography, dùng với chụp flower photography, những cái technique mà mình dùng như vậy mình cũng dùng cho hoa but in a smaller scale. Mình sẽ nói về về lens với accessory, những cái dụng cụ để cho mình dùng để chụp cho hoa, cũng giống như mình dùng những cái basics và accessories cho portrait photography, nó rất là gần nhau. Camera settings mình sẽ nói về settings cho flower photography. Rồi nhiều khi mà mình đi chụp hoa đó, mình gặp cái ánh sáng, chẳng hạn nếu mà mình ra ngay bây giờ mình ra ngoài ấy, thì cái ánh sáng nó rất là gắt đúng không? Có cách để cho mình làm cho ánh sáng cho nó soft lại, cho nó dịu lại. Để cho mình chụp được cái hình mà nó ít contrast, cũng giống như chụp portrait vậy đó. Nếu mà ánh nắng nó gắt quá đó thì mình đâu có chụp chân dung được. Mình chụp chân dung là mình muốn cái ánh sáng nó đẹp, cho nó mềm, cho nó soft. Chụp hoa cũng y chang như vậy. Và khi mình chụp chân dung á, là mình cũng dùng cái bokeh là cái blur. Ok, bokeh là tiếng từ bên Nhật, họ dùng để là nó describe về cái blur, but not just regular blur, but cái quality of blur nữa. Cho nên nó có cái từ là bokeh. Ok, Điền có sẽ chia sẻ cái cách để làm cái bokeh nó đẹp. Ok, rất là dễ làm với close-up photography. Mình sẽ nói về flower composition. Nó cũng gần gần với portrait photography. Bởi vì sao? Tạo hoa nó cũng đẹp giống như phái nữ đúng không? Thì mình kiếm cái góc nào đẹp mà để chụp. Xong flower nó cũng có cái đường cong. Mình kiếm những cái đường đó mình chụp. Với là tại vì đi có muốn mention là flower photography mình chụp gần lắm. Nó gọi là cái technical term của nó là close-up photography chứ không phải là macro photography. Macro photography là thường thường là nó sort out to one to one ratio, nghĩa là nó bao lớn như vậy là nó vô cái sensor mình là nhiều đó luôn, là one to one. Đây là close-up photography, mình ra xa hơn một chút rồi mình chụp vào. Nó khác với nó, cho nên sometimes I get confused between flower photography and macro photography.
But thật ra đó là nó một nó technically nó là close up photography not macro photography nha. So hai hai cái là different discipline là different technique luôn. Cái macro photography much more technical than flower photography. And then mình sẽ sau khi mình chụp rồi đó mình phải nó cái đó là giống như là cái mình lưu lại cái hình thôi. Nhưng nếu mà mình muốn cho nó đẹp hơn á, just like portrait photography, mình phải touch up, right? Mình phải touch up, mình phải làm cho nó có cái style một chút, an artistic style. So em sẽ chia sẻ cái đó. Thì hôm nay là cái introduction thôi. Thì Dean năm trước Dean không có giờ, bận năm nay có thể có giờ đó, là sẽ bàn với Thư sau đó, là sau cái lớp này mình sẽ có maybe a second lớp mà về Photoshop site. Ok, tại mình chụp được rồi, xong bây giờ mình phải transform cái hình đó into a stylistic image, an artistic way. Ok, so but hôm nay thì mình không đến đó tại vì nó sẽ làm cái lớp rất là dài. So then break that up to two. So cái này là mình chụp cái base cái hình thôi. Mình phải được have good cái hình tốt rồi sau đó rồi mình mới có cái a basis to work on. So để đi giống như là nói lại là lặp lại là flower photography nó rất là gần với cái portrait photography. So quý vị muốn cái ánh sáng nó soft, okay, and not harsh. Soft là sao? Dean sẽ lát nữa Dean sẽ có example soft light, okay, and mình muốn cái ánh sáng trên cái subject của mình nó mạnh hơn là cái background, nghĩa là cái ánh sáng trong cái background nó tối hơn cái subject mình một chút để cho mình được cái hình mình nó được nổi lên, okay, and mình sẽ dùng cái bokeh để cho create pleasing portrait photography, just like flower, just like portrait photography. Mình apply the same concept để use bokeh to để cho đem cái subject mình nổi ra and also create pleasing pleasing blur. And quý vị, khi mà mình chụp hoa, mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Khi mà đi ra ra field đó, nhiều người chụp cái kiểu giống như documentary. Ok, không, mình không cần chụp kiểu documentary. Nghĩa là documentary là sao? Mình thấy sao mình chụp như vậy? Không, mình không có muốn như vậy. Giống như chụp portrait photography, mình sẽ nhờ người mẫu thay đổi cái pose, đúng không? Thì mình trên nếu mà mình có cơ hội, nếu mà hoa của mình ở nhà mình á, mình có thể mình sẽ đọc có hoa, như mình sẽ đọc có hoa để cho nó nhìn vào hướng hướng ống kính của mình, hay là ánh sáng gì đó, hay là mình cho nó mình xoay nó một chút để cho nó được mình thấy được cái đường cong của cái stem chẳng hạn. So cho nên mình setup and then mình also khi mình ra field đó mình chụp hình đó, mình cũng phải quan sát đằng trước với đằng sau cái hậu cảnh, cái hậu cảnh nó clean không, nó có rối không, hay là nó có gì trong đó mình có thể mình remove. Chẳng hạn cái lá lá sáng quá chẳng hạn, mình remove cái lá đó thì mình nó sẽ đẹp hơn, mình không về mình không phải mất công mình Photoshop nó ra. Ok, so that's what I mean. Mình set up cái environment đó để cho mình have a better image. So nó very close to cái portrait photography như thế. Giống như đi nói thì flower nó cũng có curve giống như là female model. So nếu mà quý vị dùng suy nghĩ như vậy, quý vị có thể xem được thấy được cái nhiều cách để chụp hoa hơn. Ok. And then khi mà ra field đó mình nói chuyện với model đó, thì mình sẽ được cái connection với cái model, thì có thể model nó pose mình đẹp hơn xem một tập flower vậy. Nó đi dẫn thôi. Người ta hay nói là mình nói chuyện với có hoa đó là mình sẽ có self talk and then mình sẽ thấy những cái đường nét của hoa nó đẹp hơn. That's what I mean. Chúng phải chụp so and then also Dean cũng muốn mention là
OK, cái những gì mà mình không nên làm. OK, so khi mà mình đem người mẫu ra ngoài field đó, mình không có nên chụp khi mà người mẫu facing directly ngay sunlight, đúng không? Tại bởi vì sao? Bởi vì cái da nó sẽ bị cháy, với lại mình sẽ làm người mẫu nhăn mặt, tại sáng quá, đúng không? Chẳng hạn như vậy. OK, so thay vì như vậy đó thì mình chụp hướng khác. OK, so bây giờ đi muốn chia sẻ với quý vị những cái gì mà mình không nên làm nha. So không có nên làm, không có nên chụp để cho quý vị thấy cái mình phải nhìn, mình biết cái gì mình không muốn để cho mình chụp cái kiểu khác. So for example đây là cái hoa hoa cúc bên trái ấy, thì quý vị thấy là đây là direct sunlight. Quý vị thấy cái texture nó rất là cứng đây. OK, sau quý vị thấy nó sáng thật sáng, để cho chỗ tối thật tối, rồi coi coi cái background nó là complete blackness là đằng sau này, so với bên phải là cái này ánh sáng nó dịu hơn, nó đều hơn. So cái shadow nó mềm lại, quý vị thấy không? Cái shadow rất là mềm, nó dịu, shadow đây rất là mềm. Cho nên nó đỡ. And then the background, quý vị thấy background không? Nó không có bị fall in complete black. So cái ánh sáng bên phải á, là cái ánh sáng mình muốn chụp. So cái trường hợp này nó là trường hợp là diffuse sunlight. Nếu có cái mây nó bay qua, mình sẽ có ánh sáng này. Hoặc là cái ngày đó nó overcast. And on an overcast day thì cái màu nó sẽ nhìn more saturated. Okay. Whereas quý vị thấy bên trái không? Đây cái màu nó too intensified. Nó Mỹ nó gọi là intensified. So giữa sáng với tối nó quá quá cái dynamic range nó quá xa. Cái máy của mình nó không có nhìn ra được như vậy. So cái hình bên trái á, rất là bình thường, đúng không? Rồi nếu mà quý vị thấy như vậy là quý vị phải thay đổi cái, mình phải diffuse the light. OK, cái hình bên phải mình phải diffuse the light. So lát nữa đi sẽ nói về cái cách làm đó nha. Sau đây một cái example nữa là harsh light bên trái. OK, quý vị thấy không? Cái shadow nó rất là gắt là do quý vị thấy cái đường rõ ràng. Đây, bên trái cái shadow cũng có bật, nó nhẹ thôi. Nó không có cái shadow nó không có thẳng, nó gắt như vậy. Đó, đây là cũng là direct sunlight. Never shoot portrait photography or flower photography in direct sunlight. Never, never, never. Yeah. So, and quý vị thấy nó, bởi vì cái này nó sáng quá thì nó làm everything else. Có thể là mình phải dùng cái aperture nó nhỏ hơn, cho nên nó làm everything else rõ. And đằng sau nó đen. Quý vị thấy cái background của hoa này không? Nó rất là đều, nó không có chỗ nào mà nó đen đen hết, mà không có chỗ nào mà sáng hết. Nó do vậy cái hình nó softer, nó more feminine. Okay, so for flower, cho nên cái ánh sáng bên phải là nó hợp cho chụp hoa hơn. Okay, so đây là những hình mà giống như portrait style của hoa. Okay, so portrait style là thường thường mình trong cái chậu hoa hay là trong cái vườn hoa đó rất là nhiều hoa, đúng không? Especially cái loại hoa cúc này nó grow in a bunch. So quý vị nên kiếm một một cái hoa mà nó stand out để cho quý vị chụp. Okay, so đây là một cách là giống như là cái chụp đây. So single out một cái hoa này để chụp, mà quý vị cũng thấy được cái background nó very clean, mà không có chỗ nào mà in dark black. Okay, and mình có bokeh, real very nice bokeh. Okay, so trong cái hình này thì quý vị thấy soft light, simple and clean background and smooth bokeh. Okay, ánh sáng nó đẹp, cái hướng ánh sáng cũng đẹp, nó ánh sáng cái hướng ánh sáng nó đi từ đằng sau đến, cho nên nó give it more dimension, more 3D image. Đây cũng cũng hình cũng gần gần như vậy. Cái background quý vị bao giờ cũng phải để ý cái background khi mình chụp. Khi ra field đó, đi đi
rất là kỹ về cái background chụp chân dung hay là chụp hoa như vậy á. Cái background sometimes nó just as important as cái subject của mình. And cái cách mà mình làm cho cái background nó blur như vậy đó là mình chọn cái hoa nào mà nó xa cái background, ok, xa cái hoàn cảnh để cho nó làm mờ đi. And then mình nên dùng cái loại ống kính macro, ok, nếu macro hay là ống kính bình thường chẳng hạn bạn 70-200, chỉ có vấn đề là ống kính đó là nó cái minimum focus distance của nó hơi xa. So nhiều người mà dùng ống kính tele đó thì họ phải gắn lên cái extension tube để tới gần. Khi mà ống kính tới gần á, mình tới gần cái hoa là cái background nó sẽ dễ mờ hơn. Ok, so thí dụ nếu mà đằng sau thì nó đang có hơi hơi rối á thì nó sẽ mờ đi, nó sẽ go into blur. So nó dễ hơn, nó dễ cho mình chụp hơn, nó dễ cho mình isolate cái hoa hơn. Ok, so đây là cũng another example of đằng sau nó tối hơn là đằng trước, cho nên cái hoa này nó được nhấn mạnh. Ok, and then mình nhấn mạnh bằng cách ánh sáng, bằng cái độ rõ, and also cái bokeh, độ rõ của subject của mình, độ mờ của cái hoàn cảnh, and nó được a little bit of selective lighting trên cái cánh hoa. Sau cái tấm này là very successful. So quý vị thấy có thể đằng sau này nó rất là rối đó, bởi vì nó in blur, nó in the bokeh đó, nó reduce cái busyness, okay, and also là có và có thể nó bị rối đất đai hay là lá hay là cây gì đó thì nó into blur hết, cho nên nó simplify cái hình của mình, okay. So cái hình này nó có cái tướng của con hoa, nó đứng, mình có thể mình tưởng tượng nó giống như là cái cách đứng của người mẫu. So nó có cái đường cong là nó đẹp, đúng không quý vị? So cho nên nó rất là gần cái kiểu mà mình chụp portrait. Đây cũng vậy. So đây quý vị thấy là cái hình này là quý vị thấy có thể là right away mình recognize là nó chụp trong studio, like a portrait, đúng không? Portrait mình cũng chụp trong studio, hoa mình cũng làm như vậy được. So nếu mình có thể mình trong cái ngày mà mình ra ngoài không được, hay là ánh sáng không đẹp như nó mùa đông hay là gì đó, mình đi chợ mình mua hoa đó, thì mình có thể mình chụp ở nhà được. So đây trong cái trường hợp này á, thì cái người chụp hình này á, thì họ dùng cái background để cho bỏ cái hoa, để cho nó có cái nền đằng sau. So cái technique này cũng rất là hay. So mình có thể là có nhiều người đi thấy là cũng đem những cái background này ra field luôn để cho mình chụp. So mình không có cần chụp ở trong nhà. So nếu mà cái background mà có đó thì mình in ra, thì mình cũng in ra vài cái để cho mình chụp. Để cho đi ra field chụp hay là chụp ở nhà. Cái hoa này nó rất là hay, tại vì nó cong như vậy, nó rất là đặc biệt. So cái người chụp hình này chụp chụp cái hình này nó rất là hay, bởi vì cái đường cong. Okay, so and then the other thing là về hoa đó là nó very expressive. Okay, so chụp hoa nó cũng giống như là sometimes nó hoa nó cũng nói giống như là người vậy đó, nó có cái expression. So trong cái tấm này ấy, thì cũng giống như là hai người, đúng không? Dù nó đẹp như vậy, bật hai người nhìn hai hướng khác nhau, thì nó cũng sẽ có cái message gì đó, đúng không? Nó liên hệ tới người. So nó cũng hay hay cái đó. Cái hình này nó very successful, bởi vì nó cái bokeh nó rất là smooth và đẹp. And nó có a message and nó có color impact ở này kia. So this is a very very interesting, right? Cái message nó có thể nó mạnh hơn là cái kia. Với lại quý vị có thấy là giờ một hoa nó rõ, một hoa nó mờ, sometimes bởi vì mình vào cái này đó mình không cần
chụp cái kiểu mà everything nó in sharpness chẳng hạn. Có nhiều người nói ủa sao sao anh không có chụp cái hoa mà cái từ cái stem này nó rõ từ trên xuống. Mình không cần như vậy, mình chỉ cần cái chỗ quan trọng nhất nó rõ, đúng không? So cái đó là cái difference. Mình không có chụp for documentary, mình chụp for artistic aesthetic. That's why mình không có muốn everything in sharpness, tại vì mình con mắt của mình á, mình sẽ nhìn chỗ nào mà nó sharp, ok, so chỗ nào mà con mắt của mình nó được qua thôi. So that's why mình không có muốn everything in sharpness, tại vì it's not for textbook or science book. Okay, so how to deal with harsh light? Bởi vì cái trường hợp mà mình đi ra ngoài field đó là rất là thường là mình bị gặp cái trường hợp mà ánh nắng nó gắt nữa. So trong cái trường hợp này đó thì mình có vài cách để cho mình giải quyết. Mình giải quyết bằng chụp backlighting. So in this example, đây là backlit flower photography mà chụp từ dưới lên nữa. So nó khác, nó lạ nữa. Nếu mà quý vị muốn chụp nó even better, đi thấy đây cái photographer này nó vẫn còn có sharp sharp shadow ở đây. So trong cái trường hợp này, nếu mà mình muốn nó even better than cái this image, là mình lấy cái đồ light diffuser, mình che ánh nắng đi, mình che ánh nắng ở trên cái flower này rồi để sát sát tới cái flower này á. So lúc đó cái ánh sáng nó sẽ dịu đi, rồi sau mình vẫn còn chụp cái hướng này, nó vẫn còn đẹp, và cái shadow nó sẽ mềm lại. Okay. So năm trước lúc mà đi ra field đó thì nhiều quý vị thấy đi show quý vị cái cách dùng cái diffuser đó. Same thing, nếu mà mình đi chụp chân dung á, đi cũng sẽ đem ra cái diffuser và bigger one cho người. Đây mình dùng a smaller diffuser để cho hoa. Okay. Đây also, nếu mà mình không có diffuser mà mình muốn chụp một cái field of flowers thì mình chụp backlit. Nó đỡ hơn là mình chụp frontlit. Okay, so backlit thì nó sẽ nổi hơn. hồi xưa có một chị đi tới Descanso Garden chụp tulips á. Chị cũng chụp cái kiểu này, and chị đó submit vô mấy cái photo contest là thắng giải nhiều lắm. Tại vì chị đó biết chụp dùng cái ánh sáng. So mấy cái tulip này nó mà cái cách cách đó cái chị đó chụp á, chị lấy cái ánh sáng ngay cái cánh hoa. So bởi vì cái chỗ này nó sáng á, nó làm hết mấy chỗ kia nó tối lại. So tự nhiên mấy cái tulip nó glow. So it was really beautiful. So hy vọng tuần tới nếu mà còn tulip mình chụp cái kiểu đó, mình chụp backlit tulips, it's gonna be looking beautiful. Also đây cũng là một cách chụp hoa poppy, cũng rất là very common trong Cali của mình. Đây là California poppy. So đây quý vị thấy have some artistic styling to it. So dùng cái bokeh để làm cho nó mờ. Cái hoa gần nhất là hoa chính, nó hoa đằng sau là cái hoa phụ. So nó chụp chụp như vậy là không có bị gọi là double subject, bởi vì cái hoa chính là hoa này nó to nó rõ, hoa đằng sau này nó mờ. Có thể là mình làm cho nó tối một chút hơn để cho nó khỏi compete với cái hoa này. But this is good enough, là cho mình nói là có cái relationship between hoa trước hoa sau and những hoa đằng sau nữa in nice bokeh and simplify cái subject này. So nhìn cái hình này nó very very pleasing. Đây một cách là mình cho ánh sáng nữa. Đây, so a little bit of a side but side backlit, cho nên cái cánh hoa này nó rất là đẹp. So cái người chụp này thì họ
chỉ có muốn cái chỗ cái stem này là cái statement này là nó rõ thôi, còn the rest in nice soft spoken. Okay, so this is also an artistic way of showing, tại vì mình chụp gần đó quý vị. Cái depth of field đó là cái depth of field là cái khoảng cách rõ, nó rất là nhỏ. Do vậy đó thì mình phải chọn cái chỗ nào là mình muốn nó rõ, và thường thường là cái statement là cái chỗ là người ta chọn để cho nó rõ. Còn everything else đó, thì đây là mình thấy là nó mờ, và mình biết là cái cánh lá đúng không? But mình nhờ cái đó ánh sáng nó vô hướng này nó đẹp. Với cái statement này nó được cái ánh sáng, selective ánh sáng đây. So that's also nice and unique đây. So this is also a nice picture. So mình cũng có thể là mình chụp close to, this is still not macro, close up, tại vì nó chưa có tới one to one ratio, but this is very very close. Okay, so mình có nhiều cách để cho mình chụp nó, mình chụp gần hay là mình chụp xa, thì rất là nhiều cách để mình chụp. Now this is really really close, very close. Cái ống kính bình thường không có chụp được kiểu này đâu quý vị. Cho nên nếu mà quý vị thích cái môn hoa, chụp hoa này ấy, thì quý vị phải invest in a macro lens. Cái khác biệt của macro lens and convex lens bình thường đó là macro lens nó focus gần được, and nó rất là gần, and nó tiện cho mình, and nó more detail. Khi mình chụp được nó có more detail in the picture. So this is also very abstract, little bit abstract hình. So cũng cũng hay hay cái đó. So có nhiều cách để chụp. Okay, so bây giờ mình nói tới cái camera lens and accessories. Nếu quý vị có câu hỏi gì, quý vị cứ có thể hỏi nha. So nếu quý vị có thắc mắc cái gì thì Dean sẽ làm rõ hơn một chút. Okay. Okay, so bây giờ mình nói về macro lens nha. So hồi nãy Dean mới mention đó là cái ideal lens là macro lens between 80 mm và 105. 105 mm là most common, là most flexible. Đi cũng có 105 mm, and chụp almost every flower photography with cái ống kính này. Đi có mấy ống kính khác nữa, but it's for more advanced situation. But 105 là rất là bình thường, như hãng nào cũng có 105 macro lens. Sony, Canon and Nikon có hết. And Canon nó xài 100 anh nhưng mà cũng almost the đúng rồi, dạ đúng rồi, quên, đúng rồi. Đúng rồi, nó phải khác cái Nikon chút nè. cái khác biệt giống như Dean nói hồi nãy á, là nó cái quan trọng nhất của macro lens á, là nó cho mình focus up close. Okay, nó cho mình focus really close, inches rather than feet. Ok, và chẳng hạn cái 70-200 á, là minimum focus của nó là như 2.7-2.8 feet. Ok, cái đó ống kính mới đó. Còn ở macro á, là in inches, 2 or 3 inches, là cái đó mình có thể mình chụp gần hơn nữa, using more accessories and things like that. But cái đó là đủ để cho mình làm mình create cái nice and pleasing bokeh. And the other thing is nó khi mà chụp được á, nó detail nhiều lắm, and has really nice contrast. Okay, and also cái aperture can stop down to f32. Most lens nó, f32 là nhỏ nhỏ lắm. Nếu mà quý vị muốn go that way. Cái đó là for macro photography, but nếu mà quý vị dùng f32 là phải dùng ánh sáng bằng đèn để cho nó bắn vô, bởi vì cái khẩu độ đó nó rất là nhỏ, nó cần rất là nhiều ánh sáng để chụp. Cái đó cái maximum của nó thôi, but for flower photography mình muốn chụp a pleasing way, mình muốn bokeh, so mình không có dùng f32, mình dùng a lower f number.
Ok, so giống như đi nói phải 12200 phải dùng với extension 2 nha. Nếu mà quý vị chưa biết, nếu mà vô chơi cái môn này đó thì vẫn có chụp được, but dùng cái extension 2 or a close up filter, không cần invest into a macro lens. But nếu mà quý vị chụp thích đó, thì recommend là go straight to a macro lens. Macro lens của đi nó là đi mua second hand của bạn của anh Hiệp thì phải. Cái ống kính đó là Nikon thì giá nguyên của nó thì nhớ đúng là gần 1.000 đồng á, thì đi mua lại của bạn của anh Hiệp đó là 650 đồng, something in that range, and I still use it today, rất rất là happy with it. So and họ bên bên the mirrorless side đó, họ cũng gần ra a mirrorless version that nó càng độc nữa. So yeah, really really cool. There's also a specialty lens gọi là lens baby. Okay, so cái này Dean giới thiệu cho quý vị thôi. It's a type of selective focus lens. Okay, so nghĩa là nó rõ một chỗ thôi, còn vòng quanh đó thì nó có cái artistic bokeh rất là đặc biệt, mình không có replicate nó bằng Photoshop được. So đi thử mua cái này, là một cái lens baby này, nó rất, nó cũng công nhận nó hay và nó khó dùng bởi vì nó manual focus quý vị. Cho nên nếu mà quý vị dùng lens baby này, quý vị phải dùng với cái máy mới thời nay mà nó có cái focus peaking. And thường thường là focus peaking not available on mirrorless camera only. Okay. What focus peaking is là khi quý vị manual focus á, khi mà nó in focus á, nó sẽ hiện lên cái màu màu trên cái LCD của mình á, nó sẽ hiện lên màu đỏ là màu xanh gì đó, nó cho mình biết là cái chỗ đó nó in focus. Okay, so that's how you do it. Và có cái đó để nếu mà mình có mắt của mình nó kém, nó yếu, và có cái đó nó mình mới biết là nó in focus, otherwise rất rất là khó chụp. Okay, so not recommended nếu mà những người mà không có kiên nhẫn and phải love flower photography mới invest in this lens baby. Nó rẻ lắm, but nó khó dùng thôi quý vị. But khi mà dùng được á, nó have a very unique image, very artsy image, rất là hay. A lot of people sometimes cũng dùng cái đó để chụp portrait photography nữa. But giống như đi nói là mình cần some time, okay, some time to focus on that. Cho nên nếu mà người mẫu của mình không có kiên nhẫn là cũng hơi khó dùng lens baby. Okay, the other equipment cần là equipment gọi là clamp from Wimberly. Okay, cái clamp is a để đi coi cái sorry nha. Okay. A clamp is this thing. Okay. Là cái này đó, nó dùng để cho nó giúp mình cầm, một là cầm cái diffuser, hai là nó cầm cái hoa trong cái ngày mà nó gió nhiều quý vị. Even gió nhẹ nhẹ thôi là nó đủ throw mình off rồi. Tại hoa mình chụp rất là gần, cho nên the movement ở cái hoa một chút thôi là nó rất là nhiều trong cái lens của mình. Cho nên họ chế ra cái này á, là để cho cầm có hoa. Dean mostly dùng cầm cho nó hoa. Và Dean cũng có hai cái, là một cái cũng dùng y chang như vậy. Dean đem theo cái tripod để dùng cái setup như vậy thôi nè. Một cái là cầm cái small diffuser disc, là một cái cầm nó hoa để cho nó khỏi bay tùm lum, để cho mình chụp được khi mà ra film. So đây là cái cách dùng của Dean đó, là this kind of setup. And then mình chụp nhiều hướng. So this is what they call plan. Worth every penny. Worth every penny. Ô quý vị, Dean muốn nhắc quý vị đó, là nếu mà quý vị mua cái này đó, nó có cái rubber band ngay chỗ này nè quý vị. Năm trước có
có một người nói rằng là họ không biết cái rubber band đó gì, lấy ra dùng đi. Vậy cái đó là nó giúp cái plant này để mở cái này ra này quý vị. Ok, cho nên nếu quý vị mua cái này nó có cái rubber band ở đây, đừng đừng có dùng nó đi nha, nó màu đen đó, so đừng dùng đi. Có ai có câu hỏi về cái này không ạ? Trong 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 cái diagram này thì Dean Dean muốn nhấn mạnh là cái cách dùng là dùng cái diffuser đây để cho mình thay đổi cái ánh sáng rất là quan trọng, để cho làm cái ánh sáng nó dịu lại. Ok, cho nên có cái setup như vậy đó, ngày nắng như thế nào quý vị còn chụp được, không có cần ngại, không có cần chờ cái overcast. Cho nên mà cái diffuser này là nó to như thế nào. Ok, đừng có to quá và đừng có nhỏ quá, bởi vì cái clamp này nó design for small item thôi. So Dean theo theo Dean nghĩ đó là bây giờ nó có cái 12 inch, và Dean nghĩ là quý vị dùng cái khoảng 14 inch, 14 tới 15 inch. Bởi vì sao? So, mình che lên có hoa đó, also nó che cái background nữa. Bởi vì mình chụp có hoa đó, có sometimes nó trúng cái background đúng không? So mình cũng muốn cái background nó đều ánh sáng đó, mình không muốn any hot spots in the background. So cái này cũng 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 che, nếu mà đủ lớn đó, thì nó che cái background cho nó mình khỏi bị hot spots. Tại vì nó che ánh sáng đây, nó làm ánh sáng dịu lại. Do vậy nó làm cái có hoa mình ít ánh sáng hơn là đằng sau cái background. Cho nên nếu mình chụp hoa mà mình vướng cái background mà có ánh sáng nắng á, thì cái đó nó cũng sẽ làm hư hình của mình. Ok, nếu quý vị không có câu hỏi thì Dean sẽ đi tiếp nha. So, trở lại cái That's okay. Rồi, mình mới nói về cái plant ha. Dean đề nghị là mua hai cái. Ok. Mua hai cái, một cái cầm cái hoa, một cái cầm cái diffuser. Good investment. Good. Oh, đây, here it is. Đây là cái diffuser size này. Từ 15 inch tới 24 inch. Nó come with a 5-to-1 kit, but Dean chỉ dùng cái diffuser thôi. Còn cái reflector thì Dean dùng any kind of reflector, cái cardboard reflector cũng được nữa. Dùng cái đó cũng would work. Or cái FedEx bubble đó, nó cũng đủ cứng để cho mình reflect ánh sáng vô cái hoa được. Ok, đối với Dean á, đây đây là những cái required equipment. Nếu quý vị muốn chụp những hình mà Dean đã show mà nó ra đẹp như vậy, đây là required equipment để cho chụp. Cũng giống như chân dung vậy đó, nếu quý vị muốn hình của quý vị một step up á, là quý vị cũng phải dùng mấy cái accessory để giúp quý vị được cái ánh sáng đẹp. Tại vì cái ánh sáng đẹp in the end là cái đó quan trọng nhất. Ok, những cái accessory khác đó, là rubber twist ties, ok, để cho mình đẩy mấy cái hoa khác away from cái hoa chính của mình, để cái giúp mình set up cái environment để của mình để cho mình chụp. Ok, water spray, có khi mình muốn những cái giọt nước trên cái cánh hoa của mình để cho nó more dynamic, cho nó nhìn more interesting. Ok, and để quý vị đem theo cái tripod. Ok, cái cách chụp hoa đó là mình chụp bằng tay. Ok, tại sao mình chụp bằng tay? Bởi vì nó dễ bố cục hoa hơn, mình move around hơn, mình nhúc nhích một chút thôi, một chút, like nửa inch to the left, nửa inch to the right, là cái hình nó khác liền à. Tại mình chụp rất là gần, có hiểu không? Rất là gần cho nên mình nhúc nhích một chút bên trái, một chút bên phải là mình được cái hình khác rồi. Do vậy mình cầm tay nó dễ hơn, với lại gió thổi tới thổi lui rồi này kia rồi. Cho nên cái tripod đi đem theo là để làm gì? Để cho mình attach cái plant lên, để cho mình dùng cái chân nó để cho mình nó hold cái, để cầm cái hoa với cầm cái diffuser. Ok, and sau này mình quỳ dưới đất mà nó có đá đó, nó đau lắm quý vị. Cho nên quý vị nên bảo vệ cái đầu gối của mình, cho nên đem theo cái gì để cho bảo vệ cái giống cái gì mềm mềm để bỏ lên
đất để cho mình quỳ xuống cho khỏi đau. Cái okay, để cho mình thoải mái hơn. Tại nếu mà mình đau hay là quần mình bị ướt hay là gì đó thì nó sẽ làm mình không có thoải mái nữa. Rồi, đi cũng nói sơ sơ về creating the soft light. Đi nói cái về soft light nhiều bởi vì Đi thấy cái đó là the most common mistake của nhiều người Trung Hoa là họ họ thấy trời đẹp, họ xách máy ra họ chụp thôi, but no, mình phải suy nghĩ hoa là giống như người chân dung đúng không, mình phải dùng ánh sáng đẹp. So cái ngày mà nó chụp đẹp nhất là cái ngày nó không có sunny, nó overcast. Ok, là mình phải tránh chụp hoa mà in direct sunlight. Nếu ngày đó có sun á, thì mình phải dùng a light diffuser. Ok, nếu không có light diffuser thì mình chụp cách khác, mà nếu không có cách nào khác thì mình chờ, mình không chụp. Ok, tại vì trước sau gì cũng cũng là bỏ cái hình đó. Ok, so cho nên mình phải nhận ra cái ánh sáng nào mà nó đẹp cho mình để chụp. Do vậy đó thì tin hay đi chụp hoa, mình rủ bạn theo để đi chụp. Rồi tới thì mình có nhiều người, mình sẽ team up với bạn để cho mình chụp. Ok, để cho mình một người cầm cái diffuser, một người chụp và xong thay phiên nhau để cho mình chụp. Nếu mà cái ngày mà nó overcast mà không có ánh nắng, có mây á, là mình không cần dùng cái diffuser, không cần dùng cái diffuser, lúc đó là mình chụp thoải mái lắm. Ok quý vị, đây cũng là quan trọng khi mà quý vị ra field đó, mình chọn cái aperture nào để shoot. Có dễ thôi đúng không, mình chụp chân dung như thế nào nên mình chụp hoa cũng như vậy đúng không. Mình có chụp chân dung là f11 không? Không đúng không. Mình chụp chân dung đó, cái f nó nhỏ bởi vì sao, bởi vì mình muốn cái bokeh. Cái bokeh là cái blur đằng sau á, and cái blur đó là cái point, là khi mà mình nói bokeh đó là mình nói về quality of blur. Ok, and cái quality of blur nó come from the quality of lens. Ok, mình mua cái ống kính tốt, nhiều tiền là một phần á, là cái quality of blur. Cái blur của nó rất là smooth. Nếu mà có highlight đằng sau nó sẽ làm nó tròn, nó tròn mà tròn đẹp nữa. So nó có cái highlight mà nó không có high lắm, nó rất là đặc biệt. So cho nên mấy người Nhật nó đặt ra cái tên bokeh. Bokeh is not regular blur but it's a quality of blur. Cái độ độ blur, độ đẹp của blur. Khi mà mình chụp hoa đó, giống như Dean đã nói rồi đó, mình không có chụp kiểu mà everything in sharp focus, no. Cái đó là documentary shooting. Mình chụp hoa là mình chụp cái kiểu artistic. So mình muốn nhấn mạnh cái nhụy của hoa chẳng hạn, là mình chỉ cho cái nó rõ nhất ngay chỗ đó, còn mấy chỗ kia là nó từ từ nó mềm ra, to the sides. Ok, là cái kiểu đó. Cho nên do vậy là mình dùng cái f nhỏ. Ok, nhỏ như thế nào, nhỏ như tùy có hoa của mình. Sau có hoa mà dễ chụp nhất là cái hoa khoảng là cái size của hoa đó bằng cái khi mình nắm cái tay của mình đó, là cái size của hoa đó bằng cái nắm tay của mình đó, là dễ chụp nhất. Khi mà quý vị mới bắt đầu chụp thôi, là chụp cái loại hoa đó nó dễ chụp nhất. Rồi sau đó thì quý vị có thể chụp cái hoa nó nhỏ hơn, tại nó càng nhỏ thì quý vị phải càng tới gần, mà càng tới gần nó thì càng khó chụp. Đó là như vậy đó, cho nên chụp cái hoa to to một chút để cho mình quen cái đã, quen chụp cái kiểu đó, rồi xong lúc đó xong là mình chụp nó hoa nhỏ hơn. Cho nên quý vị nhớ càng nhỏ là càng khó nha, bởi vì mình tới gần 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 tới gần nó thì khó focus, và and nó có nhiều technical issue lắm, cho nên mình phải hiểu, mình master cái chụp xa trước, rồi xong đó mình tới gần là lúc đó mình sẽ have a better experience.
Dean recommend đó là quý vị chụp hoa đó với nhiều nhiều số f trên máy của mình đó là khác nhau, là chẳng hạn chỉ 2.8 rồi xong f4 rồi 5.6, rồi để cho quý vị làm quen cái ống kính của mình. Bởi vì khi mà mình chụp gần như vậy đó là cái f5.6 không có giống như mình tưởng là f chụp bình thường đâu. Cái 5.6 cái depth of field nó vẫn rất là mỏng, nhỏ đó. Ok, cái khoảng cách rõ đó nó vẫn còn nhỏ. And 2.8 mỏng 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 le mỏng lét à. And nó dễ 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 hỏng lắm. So cái f càng nhỏ thì nó càng khó chụp cho nó ra rõ. Ok, so quý vị cứ nhớ như vậy. So thường thường là Dean start out with f4. Rồi sau đó chụp xong rồi xong review lại trên cái LCD xem mình có cần mình thấy nó như thế nào. Và thường thường là Dean cái chụp giống như tự động là chụp f2.8, f4 và 5.6 và sometimes f8 nữa, tùy theo cái hoa. Ok, and then chụp xong ở đó rồi chụp cái hướng khác. Cứ cứ chụp như vậy về để mình chọn. And a lot of times về Dean rất là surprise là sometimes là f4 không có rõ, f5.6 không rõ. Bởi vì sao? Cái macro lens nó focus rất là chậm. That's the only thing Dean wish là người ta làm better, là cái focus nó của mấy cái macro lens nó nhanh hơn. Maybe mấy cái version sau này nó sẽ nhanh hơn. But hiện giờ đó là cái regular macro lens nó focus hơi chậm. Do vậy quý vị phải chụp cho nhiều, rồi check lại trên LCD to make sure nó rõ chỗ mình muốn rõ đó nha, không phải là rõ nguyên nguyên cái cánh hoa. Rồi sau đó lúc đó mới chụp tiếp. Chúng thôi quý vị về có một lần đi sometimes cũng 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 giống như quý vị thôi, quên là mình đang on manual focus. Trên cái lens á, tắt cái autofocus trên một cái series nó bị hư luôn. Cho nên quý vị nên chụp xong rồi zoom in cái hình đó coi nó rõ không, nếu không rõ thì chụp lại. Ok, để cho khỏi về nhà là mình cắn lưỡi mình chết tại mình tức quá. Ok, so chỗ nào là quan trọng trên có hoa, thường thường là cái nhụy. Ok, nếu quý vị không biết chỗ nào để focus á, focus trên cái nhụy nhụy của hoa. And then thử chụp 2.8 f4 5.6. Đừng có lo là mình phải chụp everything rõ. Ok, so cái đó khác với năm trước, hình như a little bit of có người không hiểu thì a little bit of controversy về cái kiểu này, cho nên là có rất nhiều câu hỏi về cái đó. Cho nên năm nay đi đi muốn nói rõ là cái kiểu chụp hình của artistic là not everything is sharp. Okay, only the most important part của hoa là sharp. Thường thường cái đó là cái nhụy của hoa, hay là nếu quý vị muốn chụp abstract style là có thể cánh của hoa only, nếu mà có texture, nó có cái đường cong, quý vị muốn nhấn mạnh cái đó thì quý vị chụp cái đó để cho nó ra, cho nó có cái đường cong, cái close up. Tại khi mình close up như vậy nó không có thể nào mà rõ everything. Ok, so Dean muốn nhấn mạnh cái đó nha quý vị, nếu mà chưa có kinh nghiệm mà chụp chụp close up á, là cái độ rõ, cái khoảng cách rõ nó rất là nhỏ. Rồi về focusing, focusing là rất là quan trọng, right? Là tại vì chụp hoa đó nó khó về là cái challenge là focusing. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoa nó move back and forth even though mình dùng cái clap. Tại tại mình ra ngoài là có gió thổi tới thổi lui là mình hỏng rồi. Cho nên cái focus nó rất là quan trọng. Cho nên mình muốn chia sẻ some secret sauce. Ok, on focusing. So mình dùng single point focus. Ok, để cho mình move cái focus point to exact place mà mình muốn cho nó rõ. Thường thường là ngay cái nhụy hoa đúng không? Ok, ví dụ mình focus ngay cái nhụy hoa. Rồi so make sure là trên máy của mình là mình dùng continuous autofocus. Ok, bởi vì tại sao? Hoa nó moving, mình cầm tay mình moving luôn. So máy move, hoa move.
Cho nên mình phải nhờ lên đến cái equipment của mình để move, để thay đổi cái focus của mình để cho chụp. Tại sometimes mình tới gần đó mình cũng mất ánh sáng đó quý vị. So mình chụp ánh sáng buổi chiều chẳng hạn, là ánh sáng nó dịu đi mà nó also nó thiếu ánh sáng nữa, rất là khổ. Cho nên sometimes cái ISO của mình rất là cao. Okay, so and then cho nên mình phải tăng lên ISO, mình phải tăng lên cái shutter speed, dùng cái continuous autofocus, everything. Cho nên nó cũng đòi hỏi là mình máy máy móc mình cũng tốt, cái sensor mình là tốt. Nếu không cái sensor không có tốt thì mình phải dựa lên cái Photoshop skills của mình để cho giải quyết về cái nhiều cái hộp ở trên cái sensor. So mình focus on different parts of the flower để cho mình có nhiều kiểu hoa. And then also một cái secret sauce của Dean đó là sau này chụp nhiều mình có cái kinh nghiệm đó thì Dean rất là thích cái bokeh, đúng không? Cái này Dean chia sẻ với quý vị nha, lần đầu tiên đây. So the focus stacking á, Dean dùng ngược lại. Nhiều người dùng focus stacking để get more in focus. Đi dùng focus stacking to get more bokeh. Đi lấy cái phần blur. Ok, chẳng hạn đi đi chụp vào F4, F5.6. Ok. Đi lấy cái F4 đó, ok cái tấm ở F4 đó. And then đi lấy cái bokeh của lấy cái bokeh của F4 đó, bỏ lên cái hình của F5.6. Ok. Để sao? Để cho mình cái bokeh. Ok, tại vì 5.6 có thể là mình thấy là ok đủ rõ trên cái nhụy rồi đấy. But nó đem nó làm cái cánh hoa mình nó rõ quá. Thôi nên lên lấy cái tấm F4 á, nên lấy cái phần mờ bỏ lên cái phần rõ để cho nó smooth out cái đằng sau. Ok. So mình được. Cái này hay quá. Dạ. So quý vị nghe hiểu đúng không? Dạ. Để đi lặp lại nha. Đi lấy cái phần mờ của cái tấm F4 bỏ lên cái tấm F5.6 để lấy cái bokeh. Ok, để lấy cái bokeh. Tại cái tấm F5.6 của mình là thí dụ đi thấy là đủ rõ rồi. Ok. Cái nhụy nó đủ rõ rồi. Và cái phần sau của nó bắt lần trước, phần trước của cái hoa nó còn rõ quá. Mình muốn nó mờ thì đi có thể mê cái mờ cái bokeh. So lấy cái bokeh của tấm này bỏ qua lên cái tấm 5.F5.6. Ok. Đó là secret sauce. That's why sometimes quý vị thấy những hình của Dean nó rất là soft bokeh là do vậy đó. Almost every one of them là mình làm như vậy. Ok. So do vậy đó nó require a little Photoshop, cho nên sau này Linh sẽ có nói chuyện với Thư, mình sẽ có một cái phần 2 của Flower Photography. Phần 2 đó là all Photoshop. Ok. More secret sauce trong mấy cái Photoshop đó, rất là nhiều secrets trong đó. Mình phải giỏi bên đó là mình mới ra cái họa cái hình mà mình muốn. So chẳng hạn đi cũng cũng đưa ra một cái focus stacking như vậy, but reverse focus stacking, đúng không? Mình lấy cái phần bokeh. Mình không lấy phần đỏ, mình lấy phần bokeh là mình đắp đắp qua cái tấm kia. So many more tricks, many many more tricks to have on those. Mai mốt mình sẽ chia sẻ với quý vị. Ok, so alright, mình đi tiếp nha. Ok, depth of field. Depth of field là gì? Depth of field là dịch qua tiếng Việt á, là cái khoảng cách rõ của trên tấm hình của mình ngay cái chỗ mà mình focus là như vậy. Mình phải hiểu rất là rõ về cái depth of field để cho mình chụp close up photography. And also một chút là một phần là plane of focus. So Đinh xin phép coi. Đi nói sơ sơ về cái plane of focus and depth of field nha.
So trong cái trường hợp này là quý vị thấy cái ống kính này không? So đây là đây là cũng là close up photography, ok? Khi người ta nói depth of field đó quý vị là cái phần dày của cái T. Quý vị cái imagine đây là cái chữ T nha, chữ T đó, chữ T, ok, this is the T. So đây là cái head của cái T, ok? Cái head của cái T. So cái head của cái T là depth of field. Ok. Close-up photography cái này nó mỏng lắm. Macro photography nó mỏng hơn nữa. Ok. So close-up photography có thể là nếu mà 5.6 là nó chỉ rõ do đó thôi quý vị. Ok. So từ 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 cái sensor tới đây á. Từ cái sensor tới đây á là nếu mà đây là 5, tiên đoán là 5 và cái khoảng cách rõ đây là tiên đoán là khoảng 5.6 or even có thể là F8 luôn á, nó rất là mỏng. Ok. So do vậy đó mình phải hiểu khi mà mình tilt cái camera lên xuống là cái T này nó sẽ thay đổi cái hướng. Ok. So nếu mà nó đang angle như vậy, nếu mình hạ cái máy xuống thì cái T nó sẽ đi hướng này. Nó sẽ more vertical đúng không? So tùy theo cái hoa của mình á, nếu cái hoa của mình nó đem nó nằm như thế nào thì mình muốn in focus chỗ nào mình phải phải chú ý cái plane of focus của mình. Ok. So cái này a little advanced in explain như vậy, không biết quý vị có hiểu không? But at least đi muốn quý vị hiểu là depth of field là như vậy nè. Ok, nó rất là mỏng. Do vậy quý vị có câu hỏi về depth of field không ạ? Hay là plane of focus. Không biết Linh có explain có rõ ràng cho quý vị hiểu không? Ok, nếu không thì đi tiếp nha. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể quay lại hỏi Linh cũng được. Ok, rồi Linh sẽ lấy cái này đi. So trở lại cái presentation. Ok, khi mà quý vị chụp hoa đó, cái chỗ mà mình lấy nét đó là thường thường là cái chỗ chỗ gần nhất trên cái ống kính của mình. But not always, ok. Nhưng sẽ có mấy cái secrets để cho làm more bokeh, ok. So có bokeh đằng trước, có bokeh đằng sau nữa. Ok, so quý vị cứ nhớ nha. Có bokeh đằng trước, có bokeh đằng sau. Đi sẽ nói thêm về cái đó. That's one another secret. Để đi nói về cái phần này trước rồi xong để show quý vị how to create bokeh, more bokeh. Ok. Shallow depth of field is good for abstract for photography. So nếu mà quý vị thấy cái đường hoa nó đẹp á, cánh hoa chẳng hạn của nhiều cái hoa hoa tulip chẳng hạn có texture lại vậy đó thì mình chọn cái depth of field nhỏ nhỏ mình nếu mới nhỏ nhỏ thì cái f nó nhỏ luôn đúng không? So quý vị có thể nhớ cái f càng nhỏ là cái depth of field nó càng nhỏ. Ok, cái f càng to đó thì cái depth of field nó càng to. Ok. So đi dùng cái chữ f rather than aperture để cho nó dễ nhớ hơn. So ok, so tại vì trên máy của mình nó đâu có nói chữ aperture đúng không? Nó nói trên máy của mình là cái chữ f. Ok. So quý vị cứ nhớ như vậy nha, cái số f càng nhỏ là cái depth of field nó càng nhỏ. Ok, đi cũng nói về cái photo stacking software ha, to get more parts of the flower in focus and also out of focus. Ok. Khi mà quý vị chụp càng gần cái hoa đó thì cái shallow nếu mà giữ giữ cái f một chỗ rồi thí dụ mình dùng F4 đi, ok. Khi mà quý vị tới tới tiến gần cái hoa đó là cái depth of field nó càng nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì cái physical cái khó khó explain. Anh Hiền hình như anh có một cái diagram về như vậy không? Mình tới gần cái subject của mình
là nó, cái depth of field nó càng nhỏ. So cũng giống như có hoa á, là cũng như vậy. Ước gì mình có cái diagram đó, và thì mình tới càng gần nó thì nó depth of field nó càng nhỏ, mình lui ra thì nó càng càng sâu. Ok, so that's Hiện có nhưng mà giờ hình tìm chứ không có ra. just ok, không sao. But I guess to explain that, that's just the way the lens no work. Ok, thì quý vị cứ nhớ như vậy nha. So nếu mà quý vị muốn thêm bokeh đó thì quý vị tới gần. Ok, cũng giống như chân dung. Rồi quý vị, khi mà quý vị có nhiều nhiều người mới bắt đầu á, thì họ không có cái ống kính để chuyên về chụp chân dung. Thì Điên chỉ họ như thế này nè, nếu mình chụp muốn chụp chân dung mà mình muốn cho nó mờ đằng sau á, thì quý vị cứ cứ tới tiến tiến gần tới, chụp gần tới người mẫu. Ok, so quý vị muốn chọn cái ống kính là dài nhất của quý vị có, đúng không? Thì chẳng hạn nhiều quý vị đến đến mấy cái session của mình chụp đó, là họ dùng cái general lens, chẳng hạn cả 28-70 chẳng hạn. Ok, đó, nếu mà quý vị có 24-70 hay là 28-70 á, thì quý vị set cái ống kính cho 70 mm and f 2.8 chẳng hạn, mà quý vị phải tới gần chụp, tới gần tiến gần tới người mẫu để chụp, để cho mình xóa đi cái background, mình blur đi cái background. Là cái cách khi mà mình không có ống kính chân dung, mình có cách đó là để làm cho blur cái background. Ok, nhớ cái đó nha. Ok, and Anh for đi, anh đi này, cho hỏi chút xíu về cái depth of field được không anh? sure. Mình có cái có camera nó có cái focus picking á, thì cái đó nó help để mình identify cái depth of field của mình muốn không anh? Người ta có như vậy, mà đi khi mà nhìn vô như vậy thì mình phải dùng cái F nhỏ lắm mình mới thấy a difference. Yes, nó có như vậy, có some difference. Nó gọi là depth of field preview button, đúng không ạ? Depth of field preview button thì phải. Không phải cái focus picking, tức là chỗ nào mình focus nó hiện ra cái màu á khác nhau á, cái À, cái đó. focus pick Oh, anh hỏi cái đó. Ok. đây, Ok, cái đó đó. dùng để mình ident để mình nhận cái depth of view trước và focus cái phía đằng sau để mình nhìn ra. Để trả lời cho anh Nhượng cái câu đó là về là tại cái monitor cứ cái nhìn vô đó mình nó cái màn ảnh của mình nó quá nhỏ, thành ra mình không thấy được, mình thấy được một chút xíu thôi nhưng Đúng mà rồi. mình không thấy được rõ lúc mà mình bỏ vô cái monitor nó bự, cái về nhà mình bỏ vô Photoshop thì cái monitor của mình nó bự hơn, nó thấy rõ hơn. Thì cái cách một tốt nhất á thì mình identify như anh nhìn vô là anh thấy nó cái chỗ đó mờ, cái chỗ đó rõ. Thì thí dụ như là stacking thì anh cái cách tốt nhất á là anh chụp nhiều cái khẩu độ khác nhau cùng một lúc. Rồi lúc mà mình bỏ vô trong cái màn ảnh về nhà mình lôi vô trong cái computer đó thì mình sẽ chọn cái nào mà mình thích. Tại vì nhìn vô cái đó tôi nhìn vô một vài lần rồi mà chưa bao giờ tôi thấy nó không có hép gì hết, thành ra giờ tôi không có xài nó đó nữa. Có thể cái câu hỏi của anh Dương là nó hai hai câu lận. Anh hỏi về nó liên hệ về cái depth of field a little bit only. Bởi vì cái feature đó nó dùng để nó giúp mình để manually focus. Ok, thì có thể nó cũng liên hệ một chút. Yes, tại vì khi mà anh zoom ra zoom vô, anh sẽ thấy cái nếu mà anh trên máy của anh thấy được á, bên trên máy của em á, thì em phải thay đổi cái màu. Anh Hiệp mình có cùng máy với nhau đó, thì thí dụ nếu mà mình chụp có hoa đỏ đó, mình phải đổi cái màu nó qua màu xanh để cho mình thấy cái đó nó rõ hơn. Yeah, nó nhỏ lắm, rất là nhỏ, but nếu mà mình cố gắng mình cũng sẽ thấy. But nếu mà mình muốn dùng để cho biết depth of field đó, thì mình zoom vô hoặc mình thay đổi cái focus ring á, mình quay cái focus ring vô ra, là mình sẽ thấy cái depth of field nó đi tới đâu. Yes, có thể vậy.
Và cái đó cũng 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 làm như vậy mất giờ lắm anh. Mình nên quen cái ống kính của mình trước, tại mình ra đó thường thường là đi chụp buổi chiều đó, là phải chụp cho nhanh chúng thôi là hết ánh sáng. Tốt nhất là mình chụp nhiều cái f-stop. Even bây giờ đó, là đi vẫn còn đang làm quen với cái ống kính của đi, tại nhiều cái f-stop nó lạ lắm. Mình tưởng là mình biết và mình không có biết, tại vì mỗi lần mình chụp nó khác, cái distance nó khác, đúng không? Tại vì có khi mình chụp có hoa nhỏ thật nhỏ, mình tới gần hơn thì cái depth of field at f5 6 nó khác với mình chụp nó xa xa với cái hoa nó to hơn một chút, tại mình chụp xa hơn một chút thì cái depth of field nó dày hơn một chút đó. Cho nên do vậy á, mình làm quen hoài hoài chắc cũng không hết. Cho nên cái technique của Dean nó là chụp nhiều f-stop để cho mình chọn chọn cái khác nhau, cái nào mà mình thích. Có khi mình thích more more in focus, có khi mình thích less in focus. Anh Dean cho Hiền nhấn mạnh một chút về cái câu hỏi của anh Nhượng, là cái mà focus peaking nó chỉ identify là cái point của focus thôi, nhưng mà nó không có identify được cái depth of field của mình. Nhưng là muốn như anh Dean hồi nãy nói, là nếu mà anh muốn coi depth of field đó thì anh phải dùng cái depth of field preview. Từ phía anh xài Sony thì nó built in, nhưng mà như anh Hiệp nói, cái đó cái LCD của mình nó quá nhỏ, anh ra lúc mình nhìn không có ra nổi. Nhưng mà nếu mà anh mà muốn coi depth of field trên cái máy hình thì phải dùng cái depth of field preview, chứ còn cái focus peaking nó chỉ tell you where cái point of focus is thôi, chứ nó không có làm gì khác nữa. Dạ đúng vậy. Cảm ơn. Cảm ơn anh Hiền. Yeah, Có thêm chút xíu anh. Chẳng như bây giờ cái hoa nó có chiều dài, nó có cánh trước cánh sau. Nếu mình focus peaking, mình chụp cái rõ của cánh phía trước, xong rồi mình chụp một hai tấm nữa đó để lấy cái focus peaking của cánh hoa đằng sau đó, thì khi mình về mình focus stacking á, thì mình bảo đảm là từ cánh hoa trước đến cánh hoa sau nó đều nằm trong khoảng gió của mình hết, tức là mình tạo ra cái depth of field bằng bằng cách dùng cái focus peaking để chụp nhiều tấm. Đấy, ý là tôi hỏi vậy đó. Về về em đồng ý với anh Dưỡng đó. Cái đó làm được đó anh. Cái đó thì anh Dean cũng có nói rồi đó, tức là dùng thay thay vì anh dùng focus peaking thì anh dùng cái point focus, it's the same Đúng rồi, dùng vậy được á. Bạn thing. mình sẽ chia đó là cái đó mất nhiều giờ lắm á. Cái technique đó mất nhiều giờ lắm. Anh Dean à, cho Đức hỏi nha. Nếu mà như vậy á, nếu mà mình chụp mấy tấm như vậy đó, tại vì gió nó thổi đó, khi mà mình ép mấy cái hình vô á, nó có bị ảnh hưởng không? Cái đoạn rõ không? À, có anh, có. Cho nên mà cái condition nó have to be really good để cho mình ghép hình lại như vậy. Mình phải make Dạ, giống giống như anh Nhượng nói là nếu mà phẫu thuật cái lá trước với sau, nhưng mà khi mà gió nó thổi á, khi mà mình hai tấm mình ghép vô rồi nó đâu có, nó cũng không có rõ. Đó, cho nên mình phải trong cái trường hợp vậy đó, mình không có dùng cái technique đó được, mình phải cố gắng chụp cái một tấm thôi. And then chẳng hạn nếu như trong cái trường hợp như vậy á, thì có ngày mà nó gió quá mình chụp thua luôn, khỏi khỏi chụp luôn. Và nếu mà nhẹ nhẹ thì mình phải dùng, mình giống như cái phần mà mình muốn thêm blur á, thì mình phải vô Photoshop mình thêm cái blur. Mình thêm một chút thôi, mình làm nhiều quá là nó sẽ không có thấy tự nhiên bằng cái blur, cái bokeh của cái ống kính. Vẫn làm được, Điên cũng cũng làm vào đó rồi. In the next episode đó là Điên cũng sẽ nói về cái cách làm blur, many ways of làm blur, từ cái fixed point to cái nhiều nhiều cách lắm. Bây giờ cái Photoshop mới nó có nhiều cách làm lắm.
mà cái cách nào mà nó đúng, đúng không? Cái cách nào mà nó hợp với cái hình của mình. And don't want to use regular Gaussian blur, đúng không? Only if you need to. Bây giờ nó có nhiều cách làm đó. But trong cái trường hợp mà ngày mà gió nhiều á thì mình chụp một tấm thôi, mình không có stack nó được, không có thể nào stack được. Mình nếu như mà nếu mà có hoa đó đẹp, mà có hoa đó của nhà của quý vị á, thì đem vô nhà đem vô nhà chụp Rồi. rồi bỏ lên cái background mình chụp, là cái đó là thành công nhất. Cảm ơn Đinh. Cho tôi thêm một cái nữa là trả lời cho anh Nhượng hồi nãy đó, là nếu mà mình chụp mà như là một ống kính one to one trở lên đó thì ok, nhưng mà nếu mà chụp macro đó, thì Photoshop đó, nó cũng sẽ làm ra những cái như anh Sĩ nói là cái bánh da lợn, tại vì nó không có distinguish được cái màu giữa cái màu này của cái hình này cho same cái màu đó cho cái hình next, thành ra nó cũng screw up, thành ra trong post processing mình cũng phải manually mà làm lại ở trong macro photography. Cho nên nếu mà giống như cái thạch điêu mà Đi nói đó, mình lấy cái phần mờ để mình lọc qua cái phần rõ đó, mình lấy cái phần mờ nó dễ làm hơn. Mình tại mình lấy phần mờ, mà phần mờ nó đâu cần bị exact. Nếu mà rõ nó phải rõ, đúng không? Rõ mà nó phải matching này kia nữa. Cho nên cái kia là for the aesthetic reason, chứ mình lấy cái phần mờ sau rõ. Cho nên cái tấm chính của mình nó phải rõ, thiệt là rõ, ok. Và cái tấm phụ của mình đó, là nó phải có nice bokeh đó, so nó dễ làm hơn. So mình lấy cái phần mờ mình lật qua kia nó dễ hơn, nó don't have to be exact. Nếu mà nó không exact được quá, mình lấy cái feature của trên Photoshop là liquify đó, mình đẩy tới đẩy lui, mình đẩy tới đẩy lui để cho nó align với cái cánh hoa chẳng hạn, là xong. Là xong, mình blend nó, gradient blend nó, là không có ai nhận ra được, không có thể nào mà nhận ra được, tại nó in the blur. It really really tricky. Quý vị thấy là quý vị sẽ ngạc nhiên. Ok, mình đi tiếp nha quý vị. Bây giờ giờ của mình Anh đi đến cho hỏi thêm cái nữa anh. Khi mình chụp pha như vậy á, mình dùng live view là chính hả anh, thay vì mình dùng vô cái Quý vị, anh dùng cách nào mà anh comfortable, miễn sao là nó ra ra live view. Yes, live view nó giúp mình là để cho bố cục cái hình của mình nó dễ hơn. Đi thấy dùng live view nó dễ dễ bố cục. Và nếu mà Đi muốn chính xác hơn, Đi phải nhìn vào cái view view viewfinder. Nếu mà mình muốn cho nó thấy rõ hơn, nó tại lúc mà nhìn vào cái viewfinder đó thì nó che cái ánh sáng ở bên ngoài, and then Đi có thể but cho nên cái đó là more 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 theo cái tính mình chụp thôi, personal, mình thấy cái technique nào mà nó work với mình thì mình cứ dùng. But live view for sure là nó giúp mình bố cục. Anh Còn chi tiết thì mình cứ zoom zoom vô zoom ra trong cái live view, hoặc là or in the viewfinder, mình thấy cái nào mà cái trong cái ngày sáng, cái ngày mà nó ánh sáng nhiều là Dean phải dùng cái viewfinder rồi. Chứ Dạ, live view hoặc hơi là khó. như khi tôi thì tôi đem theo cái chỉ là cái áo đen thôi, xong mình cài cái cúc mình chùm lên trên đầu của mình thì mình cũng thấy được cái live view nó rõ ràng. Đó đó. There you go. Có cách mà. Anh đi cho hỏi một câu đi. Dạ. Có hai cách chụp hoa đó, thì một cách nữa là chụp focus stacking, tức là làm cái hoa nó rõ từ cánh hoa cho tới nhị hoa. Dạ. Một cái focus nữa mà anh Hiệp nói đó là dùng cái khẩu độ mở lớn mở nhỏ chụp nhiều kiểu khác nhau đó rồi mở lại đó, thì cái nào hay hơn anh? À, cái kiểu kia em không có rõ lắm Cái kiểu anh Hiệp anh nói là để mình. trả lời cho anh Dũng là gì, là nếu mà anh chụp anh muốn tùy theo cái test của anh muốn rõ từ đầu tới cuối thì Photoshop
photo stacking là dọn good hơn. Nhưng mà có nhiều người họ chỉ muốn rõ, như anh Điên là anh chỉ muốn rõ một phần thôi, những cái phần sau nó mờ từ từ đi theo cái độ f-stop mà anh muốn. Phải. Thì nếu mà thí dụ như anh để 5.6 thì nó rõ được nửa cánh hoa sau nó sẽ mờ từ từ đi. Thì anh muốn vậy thì cái đó là tùy theo cái test của mình thôi. Dạ, yeah, đúng vậy đó anh. Còn anh Hiệp có nói là chụp với cái độ zoom khác nhau đó, tức là cái khẩu độ khác nhau đó, thì cái đó là sao? Em xin trả lời cái câu này nha. Như em nói về cái này. Ok, thì trong cái technique này là Dean mê cái bokeh. Cái bokeh là cái phần blur. Ok, Dean chụp khẩu độ bởi vì Dean sẽ lấy cái phần blur để lấp lại cái phần rõ. Là chẳng hạn là ok, Dean chụp hai tấm nha, một cái là F4, một cái là F5.6. Dean sẽ dùng cái 5.6 là cái tấm chính để sẽ giữ lại cái dụy hoa. Ok. Còn cái cánh hoa với đằng sau cái hoa đó, phải cánh hoa bên đằng sau cái hoa đó, Dean thấy nó còn rõ quá. Thì Dean lấy cái phần mờ của F4 á, cái bên ngoài của F4 á, thì Dean lấy cái đó Dean bỏ lên cái F5.6, rồi dùng cái masking á, là Dean chỉ lấy cái phần đằng sau cái hoa thôi, tại cái blur của cái F4 đó, nó đẹp hơn là cái blur của F5.6. Anh Dũng hiểu không? Thì thay vì mình lấy cái khi mà focus stacking người ta thường á, người ta lấy cái phần rõ, nhưng Dean không có lấy cái đó, Dean lấy cái phần mờ để cho nó more artistic feel. Dean nói vậy anh có hiểu không? Hiểu anh đi, yeah. Nhưng mà như vậy theo cái lối chụp của anh là nên có cái rõ cái mờ, yeah. Đáng mờ thì mờ, cái nào đáng rõ thì rõ, yeah. Chứ không có chụp nghĩa là rõ hoàn toàn cánh hoa. Đúng vậy. Có khi đi cố tình làm cho nó mờ để cho lấy cái background only. And sometimes đi chụp cái nền background, chuyển cái ống kính qua manual focus, chụp cố tình cho nó mờ, rồi xong mình về mà lấy cái hoa mình bỏ nó on top of cái phần đó để cho nó mờ hơn. Cho hỏi một câu nữa anh đi. Cánh hoa nó có một con ong đậu đó chẳng hạn. Mình chụp cái nhị hoa và cái con ong thì hai cái đều cần rõ hết không? Hay là chỉ cái nhị hoa hoặc là con ong rõ? Con ong cần rõ nhất á. Con ong nó cần rõ nhất. Không có cần hai cái rõ, well, nó tùy, depend, but tôi nghĩ là tại vì mình, con ong là cái chủ điểm chính, đúng không? Cái vạch, vạch điểm chính, cái đó là cần rõ nhất. Còn mấy cái phần khác là phụ thuộc. Do vậy á, là mấy cái phần khác thì nó không có cần rõ bằng con ong. Nhá. Anh đi đây. Nhanh để mình chụp con ong nó bắt đứng. Dạ, anh Dũng, em anh nhờ anh nói lại em có nghe. Phải chụp tốc độ thật là nhanh để bắt đứng cái con ong đó. Yes, đúng vậy anh. Dạ, khi mà có con vật nào mà nó bay trong đó thì anh phải dùng cái tốc độ cao. Dạ, thật ra ở ngoài đó, mình ra ngoài field đó, mình cũng phải dùng cái tốc độ cao. Bởi vì sao? Gió, mình đang chống gió, mình đang chống cái cầm tay của máy của mình nữa. Cho nên, nếu mà quý vị thấy cái tốc độ của vị mà nó below 125 á, là quá chậm nha. Điên thường là chọn cái tốc độ nó gần 200 cái speed gần 200 á, để cho nó bắt đứng dễ hơn. Ok. Do vậy cái ISO mình rất là cao. Bình thường là ISO của Điên là 1000 trở lên không à. 1000 có khi tới 2000 mấy luôn á. Mình về mình dùng software để mình lấy cái digital noise ra thôi. Không ai biết gì hết. Với lại cái phần mờ nữa, cái phần mờ của cái hoa của mình á, mình lấy ra rất là dễ dàng. You know, mình tăng lên, mình mạnh tay với lấy cái digital noise ra cũng được nữa. Tại nó vào mờ nó rất là dễ dàng, mình muốn nó nice and smooth and clean. So, yeah, good question anh. Có ai câu hỏi khác nữa không ạ? Anh Nhiên chỉ có nhận xét từ cái
cái secret sauce của anh ấy thực sự rất là hay, rất là ngon. Thank you anh. Dạ. Nhân tôi có câu hỏi này anh Điên. Dạ. Dạ, trong cái máy riêng sử dụng đó có cái option là focus shift shooting có thể dùng trong trường hợp này được không ạ? Focus shift shooting tin không có rành cái đó ạ. Có ai rành cái đó không ạ? Dạ anh Hiệp chắc có rành cái đó. Dạ. Đó chỉ là cái stack shooting của trên máy đúng rồi. Ok. Tại Điên không có dùng cái đó, tại vì Điên không có chơi cái macro. Cái đó for like focus stacking, đúng rồi, nó có cái đó. Ok. Trả lời cho câu hỏi đó là nếu mà em chơi macro kiểu giống như anh Sĩ đó thì mình muốn rõ từ đầu tới đuôi á, thì mình dùng cái function đó trên máy của mình nó rất là tốt. Dạ, để cho nó properly capture nó khoảng cách cái focus để cho nó mình sau này mình focus stacking. Và tại vì em focus stacking reverse, em lấy cái phần mờ chứ em không lấy cái phần rõ, do vậy là em không có dùng cái tới cái đó. Cảm ơn Điền nhé. Có câu hỏi gì nữa không ạ? Điền rất muốn quý vị hiểu cái secret sauce của Điền nha. So cái đó thì cứ hỏi thoải mái. Ok, một cái quan trọng nữa Dean muốn mention đó là quý vị nhớ trên máy của mình có thể mình di chuyển cái focus point đến cái chỗ mà mình muốn nó sharp, nó bén, thì quý vị nên dùng cái đó nha. Đừng có focus trước rồi xong mình recompose. Và mỗi lần mình recompose như vậy đó là nó hỏng rồi. Lý do là mình chụp rất là gần, mình nhúc nhích một chút thôi là mà cái chỗ mà mình muốn rõ nó đã di chuyển tới chỗ khác rồi. Ok, so thì muốn nhấn mạnh cái đó rất là mạnh nha. Mình always want to focus ngay exact spot mà mình muốn cho nó rõ. Ok, đi tiếp. Ok, để check hình giờ nha, bây giờ là 11 giờ. Ok, make sure mình đủ giờ. Ok, hy vọng. Ok, camera settings. Ok, Dean cũng đã nói một cái quan trọng nữa là tại vì mình dựa lên, nếu mà giống như Dean hay dùng cái viewfinder thì mình phải chỉnh cái viewfinder diopter cho nó hợp với con mắt của mình nha. So khi mà mình trong máy của mình thấy cái green dot mà nó báo cho mình là nó in focus á, nếu mà mình nhìn qua cái viewfinder mà nó còn mờ đó là lý do là cái viewfinder của mình đó, mình cần chỉnh cái diopter để cho nó hợp với con mắt của mình. Tới tuổi này thì cũng phải khai ra là mắt của mình nó yếu một chút, đi gần đây cũng phải chỉnh cái diopter để con mắt của mình để cho mình nhận ra cái chỗ nó rõ, chỗ nào rõ, chỗ nào mờ. Rất là quan trọng khi mà mình chụp bằng manual focus nha quý vị. Cái diopter này, cho nên cái focus peaking nó rất là quan trọng. Mình cái này mà không có đúng á là có thể là mình sẽ không có thành công khi mà mình lấy cái net. Mình sẽ về mình xác mình không có hiểu tại sao hình của mình nó off không có off nhiều. Mà tại vì trên mình nhìn qua máy của mình, mình tưởng mình rõ, mình không có rõ. Hoặc là mình không thấy rõ mà mình cứ đoán còn cái độ rõ là rõ nhất của mình. Là nhiều lý do là nó từ cái diopter này. Ok. So make sure là nó rõ với con mắt của quý vị nha. Ok. So Dean chỉ muốn dùng cái thời gian để nói về cái đó thôi. Để cho nó calibrate về với con mắt của mình. Ok. Nó rất là quan trọng. Tại vì cái đó là cái basic. Nếu cái đó không có đúng là những cái hình sau của quý vị nó sẽ bị vấn đề mà quý vị không có hiểu tại sao nó ra như vậy. Ok. Ok, so focusing single point, focus continuous focus. Lý do là mình move, wind move. Ok, có hoa nó di chuyển, mình cũng di chuyển. If manual focus, mình dùng focus peaking.
Ok, nếu mà máy mình nó có. And Dean cũng nói về cái aperture. Ok, so Dean thường thường là start out at f4, là dùng f nhỏ hơn chút, lớn hơn chút, xong về mình chọn hình. And also mình có cái opportunity để cho mình bokeh stack. À, chắc Dean phải chỉnh cái từ nha. Tại confuse people, focus stack là mình lấy cái phần đó, đây mình là bokeh stack nha. I gotta change that. I already didn't biết là bokeh stack. Bokeh stack. Okay. Bokeh stack. I wonder if that's the first time everybody heard it off. Bokeh stacking. Ok, and then exposure compensation cũng quan trọng quý vị. Thường thường cái cánh hoa nó sáng đúng không quý vị? Khi mà quý vị chụp á, forgot one setting quan trọng đây. Spot metering. Spot. Spot metering. Okay, quý vị dùng cái spot metering, and then aperture priority. But nếu mà quý vị dùng aperture priority thì quý vị cũng phải master cái exposure compensation. Why? Bởi vì cái cánh hoa thường thường là nó trắng, nó vàng, nó cái độ sáng nó sáng hơn cái phần khác. Cho nên quý vị nên biết dùng cái exposure compensation. Bởi vì quý vị không có muốn cái hình của quý vị nó bị underexposed. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị đã đang dùng cái ISO rất là cao. Ok, ISO 2000 đi. Mà quý vị nếu mà bị underexposed mà về rồi xong phải kéo lên nữa là digital noise nó sẽ increase. Ok, do vậy á, it's critical là quý vị dùng đúng cái exposure. Ok, do vậy quý vị phải dùng exposure compensation. So nếu mà có hoa nó sáng á, quý vị cũng phải tăng lên cái plus cái exposure compensation. A lot of times Dean are in this range here, plus 1.7 tới 2.0. Ok, tại tùy theo cái hoa. Ok, thì có hoa trắng thì là 2.0 for sure rồi đó, hoa trắng. Ok, and then nếu mà quý vị chụp cái kiểu mà high key á, quý vị cũng phải tăng cái này nữa, phải chụp high key là phải tăng cao nữa. Ok, so hoa mình muốn nó sáng á, cái kiểu sáng sáng á, là mình phải chụp in the bright, very bright. Ok, nhưng đã nói là ISO là cao rồi, phải phải cao để cho mình học cái shutter speed nó cao. Ok, do vậy á, cho nên exposure nó phải chính xác. Quý vị bị underexposed, đi nhấn mạnh, bị underexposed là có thể cứu không nổi luôn. Tại cái digital noise is going to be crazy high. Okay. Oops. Camera settings. Đây, creating bokeh. This is what I love. Okay. To create more bokeh, quý vị tiến gần tới cái hoa là tự động là quý vị sẽ có more bokeh. Okay. Nếu mà quý vị lui ra thì less bokeh, tối gần more bokeh. Okay. Nhớ cái đó nha. It's just the way cái lens nó design. Điền chỉ biết increase và decrease là cách nào thôi. That's the easiest way. Besides cái f number. Okay. So thí dụ cái f number is the same 5.6 hay là f4. Quý vị muốn more bokeh là tới gần. Okay. And shoot through foliage. Okay, đây là also another secret sauce. Okay, bây giờ để đi nói lên then explain nha. Cái hai cái next point là đi muốn giải thích qua cách khác. Okay, shoot through. Why shoot through? Mình shoot through bởi vì mình sẽ create front bokeh. Okay, there's back bokeh and there's front bokeh.
So là nhiều cái hình 3D nó là có front and back bokeh. And mình do that by shoot through. Chẳng hạn nếu lúc đó mình shoot through foliage, cánh hoa là cánh hoa là cánh lá đằng trước của cái ống kính của mình là có thể là create front bokeh. Hay là mình shoot through colored plastic. Shoot through color plastic để cho mình có color bokeh. Ok, so bây giờ Dean sẽ stop sharing to show quý vị. Ok. Ok, quý vị thấy đây là máy chụp hình của Dean ha. Ok. So khi mà ra field á thì đây là ống kính macro 105 mm, and lý do mà Dean dùng cái plastic này đó là cái plastic, by the way, cái plastic này là của anh Dượng cho năm trước nè. Dean còn có đó anh Dượng, cảm ơn anh Dượng nha. Đây hôm đó Dean chuẩn bị a plastic bag mà nó trắng thôi, với lại nó clear. So đi chọn cái này, chẳng hạn nếu mà đi chụp hoa California poppy nó có màu cam cam như vậy thì mình chọn cái màu nó gần gần cái tone của cái màu tone của cái hoa mà mình chụp. Mình chọn cái này, mình cột nó lên cái screen của Dean, mấy người khác có thấy không? Quý vị có thấy hình cái video của Dean không? Okay, let's thấy anh Dean, thấy được không? Không biết cái làm để, ok, let me thấy mà, thấy được không? Ok, thấy được không chị Lan? Thấy đúng mà, đúng không? Ok, và mời quý vị chỉ cần hiểu là cái plastic này cột với cái dây thun. Ok, cột xong á là quý vị bẻ cái này vô một chút, đừng có nhiều nha, đừng có nhiều, mình để ngay chính giữa cho nó rõ, hay là 1/3 vậy đó. Mà quý vị bẻ vô nhiều quá thì nó sẽ lem lên cái hoa của mình, thì cái đó mình không muốn, mình muốn nó vô một chút thôi. Ok, so mình bẻ nó vô một chút rồi xong mình chụp cái tấm đầu tiên á, mình phải kiểm soát coi nó vô đủ không hay là nó vô nhiều quá. Ok, miễn sao là cái nhụy hoa của mình là nó sharp and clear, nó không có bị trúng cái này là ok là được. Sau đó là cứ để như vậy là chụp. Ok, là lâu lâu chụp á, là mình kiểm soát lại. Chúng thôi là cái ngày mà cái gió nó sẽ thổi cái này, mà nó thổi vô cái hoa của mình nhiều quá là hư hoa, mình dùng cái tấm đó không có được. Ok, so đây là cái cách mình làm front bokeh. Ok, so mình làm front bokeh, mình tới tiến gần tới hoa rồi, mình có bokeh đằng sau rồi. Ok, so cái này nó giúp bokeh, mình muốn nhiều bokeh để cho cái hoa mình nó stand out, nó được nhấn mạnh. Ok, cho tôi hỏi xíu, yeah. Nếu mình làm vậy thì mình đâu còn giữ được cái cánh hoa nữa không? Được chứ, cái cánh hoa, tại vì nó sẽ chụp vào cái plastic này rồi. Dạ, cái đó thì mình chỉnh. Nếu cái này nó vô nhiều quá đó, anh Thắng, thì mình cứ mình chỉnh nó, mình kéo nó ra, mình kéo nó ra. Ok, so cảm ơn. Dạ, hiểu rồi. Dạ, cho nên cái phần này đó quý vị đừng cho nó dài quá. Ok, nếu nó dài quá thì nó vô cái ống kính của quý vị sâu quá, do vậy đó kéo lui nó, kéo cái plastic lui lại để cho mình more control. Ok, cho nên đi nói cái tấm đầu nó quan trọng, nó quý vị phải kiểm lại nó có vô nhiều quá không. Thường thường là nó vô nhiều quá, tại lần đầu tiên mình làm á, mình chơi tối đa luôn. Mình che nguyên cái hình của mình luôn, cho nên mình phải kiểm lại. Ok, so dùng vừa vừa thôi. Ok, mình vô cho nhẹ nhẹ thôi. Sau so, nó vô nó sẽ làm cái bokeh mình rất là smooth, mà nhẹ, mà nó có màu nữa. Ok, mà cái màu gì mình chọn á, thì quan trọng là mình chọn cái màu mà nó hợp
So đây có rất nhiều nhiều cái. So nếu mà quý vị chụp có hoa gọi có hoa lupin purple là blue lupin đó, thì quý vị dùng cái màu xanh. Ok. So cái màu hoa của mình nó màu gì ấy, thì mình dùng cái màu classic như thế. Ok. So có nếu mà quý vị không có cái này á thì quý vị có thể dùng cái plastic bag màu trắng. Năm trước mình đi mình chụp mấy cái hoa thì màu trắng thì mình dùng cái màu trắng. Yeah, so có màu nếu có hoa màu tím thì quý vị dùng màu tím. Đó đấy, là mình dùng cái loại đừng có dùng cái màu mà nó ngược cái hoa của mình. Nó sẽ chóng lắm, nó sẽ dội lắm. Mình dùng nó gần gần cái màu hoa của mình là nó hợp với hoa mình nhiều hơn. Ok, quý vị nhớ nha, cái đó là cái bit of a color theory. Mình don't want to use complementary color, mà mình dùng cái supporting color. Cái color kế bên đó, Điên có cái này for color, nếu mà quý vị không có rành về cái color đó, thì trên này là nó có những cái màu mà nó hợp. Chẳng hạn nếu mà mình chụp màu tím á, cái màu kế bên là cũng hợp, cái màu bên này cũng hợp. Ok. So nếu mà mình chụp hoa poppy, ok, nó màu cam. Ok, so mình nếu màu vàng thì mình dùng cái màu cam được nè, quý vị thấy không? Đó. Đó, hoa poppy mà nó màu vàng thì mình dùng màu cam. Ok, giờ là nó hợp hơn. So nếu mà một cái hoa có poppy của mình á, nó màu cam đậm á, thì mình dùng cái lật lợt. Ok, hoa là cái vàng cũng được, không sao. Ok, so so that's a little bit of trick there. Ok, Dean phải đi tiếp nha, sợ gần hết giờ rồi. Ok, đi tiếp tại there's much more to share. Rồi, ok, so share screen again. Rồi, Dean vừa nói về how to create front bokeh. Quý vị có câu hỏi gì không ạ? Đây là một cái secret sauce. Ok. Nó rất là cool nếu mà quý vị dùng được. Rất là cool. Cái bao ni lông này mua ở đâu anh? Dạ, anh Nhường mua trên Amazon thì phải. Anh Nhường ơi, anh đúng rồi. Anh mua trên Amazon đấy. Dạ, anh có thể gửi cái link trong cái chat được không ạ? Chat của group này đó. À vâng vâng, để tôi coi. Vâng. Dạ, nếu cảm ơn anh có thể đã đi nói chuyện thì anh vừa có thể gửi cái à, vâng, vâng. Dạ. Next time mà mình đi đó. Okay. Dạ, nếu mà quý vị mua cái này trước khi mà mình gặp nhau tuần sau á là it'll be great. Dạ, nếu mà quý vị có Prime nó sẽ về nhận lắm. So mua cái đó với mua cái diffuser and the plant là quý vị sẽ have a great time shooting dễ dàng nữa. Ok, có thêm câu hỏi gì không ạ? Dạ, Vin rất là muốn quý vị hiểu về cái bokeh này, front bokeh, back bokeh. Rồi, đi tiếp nha. Ok, so đi nhấn mạnh lại là for the next time quý vị nên có cái diffuser. Ok, so the diffuser and the plant để cho giúp mình chụp hình. Tại tuần sau khi mình ra field đó là tới 10 giờ là sáng chưng rồi, mặt trời nó đã lên mạnh rồi. Mà quý vị muốn chụp là nếu mà quý vị chụp mà không có cái này là không có thể nào mà nó đẹp. Yes, chụp được đúng không? Chụp được, mình sẽ có nhiều vấn đề lắm. Chỗ hot spots rồi chỗ mà nó fall in complete darkness rồi, bởi vì nó lấy cái ánh sáng ngay cái chỗ đó. So có cái này nó giúp quý vị nhiều lắm, nó sẽ đem quý vị lên một bậc luôn á. Ok, có cái này là ánh sáng nó khác hẳn rồi. Amazon nó bán 45 đô một cái là anh. Dạ dạ, 45 đô cái dạ, cái này là 45 đô đó. Hồi năm trước là 43 đô, năm nay có inflation nó lên 2 đô. Còn cái đĩa này đó quý vị là thường thường nó 20 mấy đồng à.
nó 15 tới 20 mấy đồng. Cho nên it's a still small investment so với những cái accessory khác. Quý vị nếu quý vị chụp chân dung á là ui chà, là quý vị phải sắm thêm chắc cả mấy trăm đồng là mới có chẳng hạn. Cái disc của cái chân dung á, cái tọa loại to là at least 50 đồng, 60 đồng cái loại tốt á. And then chưa có xong nữa, quý vị cũng phải mua cái photo holder đúng không? Cái reflector holder. Tại vì nếu mà mình chụp một mình phải có cái đó, that's another 50 bucks, đúng không? Tại sao không phải đã xong nữa, mình phải có cái stand để cho mình gắn nó lên đó, that's another 50 bucks. So cái này anh đi vẫn 43 đô đó anh đi nè. Dạ. À vậy sao ạ? 43 đô cái plan á. Cái plan. Oh, vậy nó chưa có lên giá hả? Chưa có lên giá, vâng. Ok, vậy đó. Thì nó ship miễn phí luôn. Oh, vậy đỡ quá. Ok, anh Dương mới gửi gửi cái link cho quý vị. Trên đây quý vị lên cái chat, click lên cái đó để xem nha. Ok, trong cái thời gian đó đi đi tiếp nha, tại sợ gần hết giờ rồi. Ok. Chờ xíu nha, để đi coi còn bao nhiêu thời gian. Kiểu này là chắc phải skip around nè. Okay. Flower composition. Dean cũng nói sơ sơ về cái flower composition vừa xem hình vừa nói. Cho nên Dean sẽ go to cái này cũng carefully, but also make sure quý vị hiểu. So cái position mà cái hoa cái điểm đầu tiên này. Cái camera angle mà nó thích hợp nhất với cái hoa là at the same level of cái hoa. Ok, cái này là cái thích hợp nhất, và quý vị cứ chụp khác hướng với nhau không sao hết. Và cái nào nếu mà quý vị không nhớ gì hết á, quý vị cứ nhớ dùng đi là khi mà chụp hoa đó, chụp at the same level đừng at cái hoa. Bởi vì sao? Nó có nhiều rất là hay. Bởi vì á, lúc đó thì mình không có chụp xuống á, thì nếu mình chụp xuống á, thì mình sẽ trúng cái đất của con đất mà trên đất á, thì có thể là có lá sáng, có lá tối, rồi có root, rồi có này kia, nó sẽ có clutter. Ok, còn nếu mà mình chụp từ dưới lên á, cũng hay, nó cũng lạ, và có thể cái bầu trời nó quá sáng, nó làm cái hoa mình tối. Cho nên quý vị chụp ngang á, với cái hoa á, thì quý vị có thể xích qua trái, xích qua phải để quý vị kiếm được cái góc nào mà nó ít rối nhất. Ít rối nhất để quý vị chụp. Ok, nếu mà còn rối rồi thì quý vị phải dọn dẹp cái phần sau của cái hoa. Quan trọng là sau quý vị chọn cái hoa rồi đó, quý vị phải chọn cái hậu cảnh nha. Cho nên cái điểm thứ hai á là cái điểm hậu cảnh. Mình chọn cái hoa rồi mình phải chọn cái hậu cảnh. Cái hậu cảnh của mình nó phải sạch sẽ, xa cái hoa của mình để cho mình được cái bokeh. Tại cái goal của mình là mình muốn nhiều bokeh, đúng không? Để cho clean image. Tại nếu mà nó busy quá là cái hoa của mình là bị doom rồi. Mình phải cắt ra cái background đó, mình phải thay thế cái background đó, mệt lắm. Cho nên nếu mà mình đã như vậy rồi, mình chỉ cần nhớ hai cái cho dành cho quý vị, nhớ hai cái cho đi. Actually this one here nó quan trọng nhất, tại tôi thấy the most common fail là background, color background. Cho nên nó quý vị cứ nhớ cái background, chọn cái hoa xong là cái background là cái thứ nhì quý vị phải quan phải kiểm lại, quan sát coi nó có sạch sẽ không nha. And then cái hoa mà mình muốn kiếm là cái hoa mà có thể nó có human gestures in the flower. Nhìn đã show cho quý vị nhiều cái example rồi. So kiếm một hoa như vậy, cái đó nó most interesting. Nó sẽ cho have more interest in it. Quý vị người xem nó sẽ relate to cái hoa đó nhiều hơn. Okay, anh Dinh cũng có example after this. And then mình set up cái hoa của mình. Okay, mình dọn dẹp
mình đẩy những cái hoa khác nó gần gần cái hoa mình muốn chụp á, mình đẩy nó ra, mình dùng cái wire tinh để mình dẹp nó qua một bên để cho mình được chụp cái hoa của mình cho nó sạch sẽ. Tại mình chụp chân dung mà, chân dung thường thường là một hai đứa thôi. Ok, mình không muốn chụp một đám một bờ bớt như vậy, bởi vì nó không có cái hoa, nó không có được nhấn mạnh. Ok. Dean cũng đã mention là cái này shoot through method technique ha. Oops. Mình shoot through cái technique, so mình không cần nói đó lại. So natural materials at least, ok. Cũng là nếu mà mình không có cái bao lá đó, thì Dean hay dùng cánh lá vòng vòng quanh đó mà nó hợp với cái hoa mình đó, mình dùng nó để mình che để cho nó nhìn giống như cái hoa mình nó grow out of cái bokeh đó, cái front bokeh đó, so cái stem của mình nó grow out of cái bokeh. So Dean, hopefully có some example later to show. Shoot on an overcast day, handhold shoot. Nếu quý vị không biết bố cục gì hết là chỉ nhớ là cái rule of third works really well cho cái hoa của mình, cứ dựa lên cái đó, xong từ từ quý vị sẽ dùng những cái bố cục kiểu bố cục khác để mình thay đổi cái hình của mình. Mình combine as many compositional rules vào cái hình của mình, nó càng làm hình của mình nó càng mạnh. Quý vị nhớ fill in the frame nha. Nhiều người cũng là đứng xa cái hoa quá, and nó có nhiều vấn đề khi mình đứng xa cái hoa quá. Everything nó rõ cho nên nó có hoa mình không được nhấn mạnh. Okay, so make sure là nếu mà quý vị fill cái frame của mình với cái hoa đó, là cái hoa đó nó sẽ được nhấn mạnh và cái background mình nó sẽ được blurry. Okay. Quý vị có thể dùng partial crop của mình chụp gần thật gần cận luôn á, almost macro á, là để cho mình lấy partial of cái hoa. Ok, Dean có mention là sometimes cái cánh hoa thôi là cũng đẹp rồi. Mình có thể mình chụp abstract style, mình dùng live view giống như anh vừa nói đó, để cho mình see. Ok, nó giúp mình see a pleasing composition. Ok, so để cho mình quan sát cho nó đúng cái mình muốn không. Tại sometimes mình nhìn qua cái viewfinder mình đổi cái cách nhìn đó, là mình thấy những cái vấn đề khác mình không có thấy. And then nếu mà mình có negative space trong cái tấm hình của mình á, make sure là cái hoa nó facing vô cái negative space để cho nó nhìn vô cái hình của mình, nó không có nhìn ra cái hình. Ok, so cái hướng cái mặt hoa đó nó phải nhìn vô cái hình của mình, không có nhìn ra nha, bởi vì nó nhìn ra là mình có cục sai rồi. Ok, cũng giống như chân dung nữa, mình chụp chân dung mình muốn cái người chân dung đó nhìn tới cái hướng mà nó có trống trống. Ok, mình nếu mà họ nhìn hướng khác đó, thì là cái bố cục nó bị yếu rồi, bị yếu nhiều luôn. Đó, đây là cái example of cái human gesture. Ok, so đây nó có nói là nó hai cái hoa này nó có liên hệ với nhau. Ok, so nó có a relationship với nhau. Chẳng hạn mình nhìn thấy là mình có thể mình nghĩ rằng ha, đây là cái relationship tốt đẹp. Ok, so có thể như vậy. Đây hồi nãy cái hình đó là nó tươi sáng đẹp, đây cái hình này nó buồn một chút, quý vị cảm thấy như vậy không? Cái người này họ làm chuyển qua trắng đen, mà cái hoa này nó đặc biệt đó là nó cái giống như cái cánh hoa này nó giống như có cái tay mình có thể mình tưởng tượng cái tay đó nó làm gì trong cái trường hợp buồn này. Quý vị thấy không? So hoa nó can be very expressive. And quý vị thấy cái stem này không? Nó grow out of cái bokeh. Cái bokeh, quý vị thấy không? Cho nên nó grow out of cái bokeh, cho nên mình nhìn cái này mình tự động mình biết là very very artistic. Cái background nó rất là mềm, có vignette. Ok, so có cái hình ảnh nó có vignette.
Và cái hay là cái cánh hoa, cái cánh hoa này nó bẻ giống như là cái tay vậy đó, so rất là hay. Ok, lighting for the flower. Ok, nãy giờ Dean cũng nói về cái lighting rất là nhiều, so quan trọng là quý vị nhớ never 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 shoot in direct sunlight. Cho nên bao giờ cũng phải diffuse cái hoa, cái ánh sáng của mình, để cho ánh sáng, khi mà ánh sáng đến hoa của mình nó là ánh sáng đẹp nhất có thể của mình. Ok, nếu mà mình không có diffuser thì mình buộc là phải chụp hướng khác, mình chụp backlit. Backlit là I think that's the only way. Mình chụp backlit, nếu mà mình quên cái diffuser của mình ở nhà mà mình vẫn muốn chụp thì chụp kiểu backlit. Yeah, that or không chụp, không chụp bởi vì nó sẽ không ra. Đi bỏ rất là bao nhiêu hình nếu chụp indirect sunlight. Về mà mình thấy mà mình, nếu mà quý vị không có nhiều kinh nghiệm mà quý vị thấy chụp được bệnh nó sao sao, nó không có được đặc biệt, nó không được, nó không có được đẹp. Mà bởi vì như vậy, nó tại vì cái ánh sáng nó không đẹp là mình không thấy cái hoa bất nó đẹp được. So quý vị có thể dùng mà có nhiều cách để cho mình diffuse the light, giống như Dean đã chia sẻ là light diffuser disc. Nếu quý vị có a white umbrella đem theo che ánh nắng, miễn sao là cái ánh sáng của cái hoa đó không có direct sunlight. Okay, never never direct sunlight. Just like Tân Dung, never never direct sunlight. Nếu mà direct sunlight mà nó fall lên, nó trên cái nước da của cái da của người mẫu á, nó cháy liền à. Không thể nào, không có thể nào mà nó đem nó chạy ánh nắng nó mạnh quá. So even backlit, giống như cái đó là mình work around thôi, but still backlit nó still vẫn còn really harsh, you know. Mình muốn ánh sáng đẹp nhất có thể của mình. Ok, nói đủ rồi ha, nhắm mạnh rồi phải không? Ok, so Dean có thích chưa bao giờ dùng flash để chụp hoa. So in portrait photography có thể như vậy, but in flower photography mình phải nhiều dụng cụ mà mình nếu mà đi chụp một mình nhiều thứ để keep track quá, cho nên đi dùng a reflector. Dùng a reflector instead of cái external flash để cho dội ánh sáng vô cái hoa của mình. And cái đó rất là quan trọng nếu mà mình chụp ngược nắng nữa quý vị. Ok, tại vì mình chụp ngược nắng là cái mặt hoa của mình nó sẽ bị tối, cho nên mình phải thêm ánh sáng vô là dùng cái reflector để lên như vậy. Ok, nếu mà phải dùng ánh sáng thì mình có thể dùng cái cách này. Tiên có thấy cái technique này, họ dùng a flashlight mà cái loại mà LED mà daylight temperature đó, lại rồi qua cái diffuser, rồi qua cái light diffuser rồi xong là ánh sáng đó, nó lên cái hoa. So cái đó thường thường là ra ngoài là hơi khó dùng, cái đó thường thường setup ở nhà thôi. Ok, mình chọn cái subject. Ok, so giống như Dean nói hồi nãy là mình chọn cái size là dễ chụp nhất là cái size của cái nắm tay của mình. Nếu mà quý vị chưa biết chụp nhiều góc khác nhau, nếu mà quý vị chưa có thấy được cái hình của mình đó, thì cứ nhớ là chụp flower level, ok, là same, mình hạ xuống cái máy của mình same level as cái hoa, xong mình chụp từ trái qua phải, phải qua trái, rồi về mà mình xem cái nào nó đẹp đẹp nhất. Từ từ quý vị sẽ thấy những cái góc chụp nó sẽ đẹp. Ok, so để cho cái này, cái technique này để cho quý vị bắt đầu đó. Sau mà quý vị có một chút kinh nghiệm rồi đó, quý vị thấy hoa là biết cái góc nào là đẹp nhất của cái hoa đó rồi, lúc đó mình tiết kiệm thời gian hơn. Mình cứ focus on that and để mình chụp cho nó ra. And quý vị đi cũng nhắc lại một lần nữa là cái background rất là quan trọng. Quý vị nếu mà chụp xong mà thấy cái background nó sáng quá hay là tối quá hay là có gì rối, là quý vị phải giải quyết ngay lúc đó, ngay lúc đó, bởi vì khi mà về rồi mà phải lấy ra bằng Photoshop á, phần nhiều là sẽ bị fail
fail bởi vì cái độ mà mình không có replicate được, cái cách mà clean up đó, nó không có replicate được bằng Photoshop. Quý vị phải giỏi, thật giỏi, giỏi như anh Hiền, anh Hiệp, nhiều kinh nghiệm mới clean up cái đó được. Clone, master of cloning, master of selection mới làm được. Do vậy thôi, dễ nhất là mình clean cái background ngay lúc đó, mình chụp, mình về, mình không có cần giải xử mấy cái kia, mấy cái vấn đề khác. Cho nên quý vị phải train cái eye của quý vị nhìn trước với nhìn sau nữa nha. Cái background nó cho flower photography just as important. Nó kiếm cái hoa nào mà nó có human gestures, okay? And cái gì mình muốn là mình muốn isolate cái subject của mình muốn đẩy những cái hoa khác to the side để cho nó khỏi làm rối cái hình của mình. Shoot closer to the flower, sorry, shoot closer to the flower. Và nếu mà quý vị không có biết focus ở đâu á, focus ngay cái dụ hoa, okay? Những gì gần nhất cái camera của mình, thường thường là cái đó là cái subject của mình. Cộng thêm cái nước giọt để cho làm cái hoa nó more interesting. Kiếm cái đường nét của cái hoa, repeating patterns, những cái gì nó bắt mắt của mình đó. Cho nên trở lại cái bài mà portraiture, bài composition đó, thì Sakoto line pay text. So Sakoto trong đó nó có lines, curves, repeating patterns, texture. Quý vị nên giống như review cái đó nếu quý vị không có nhớ. Tại nếu quý vị nhớ thuộc cái Sakoto line pay text đó, là quý vị ra ngoài field đó là quý vị dễ kiếm cái subject hơn, bởi vì những cái đó là mình thấy, mình quen, mình thuộc, là cái đó nó sẽ nói cho mình à đây là cái chỗ chụp hình. It's like street sign cho đi đó. Mình thuộc cái đó là mình biết chỗ nào mình đứng, chỗ nào mình chụp, chỗ nào mình làm cái gì, cái là điểm chính của mình, cái chủ điểm chính của mình. Okay, and then chụp nhiều aperture. Okay, all right. So again, background. Đi muốn nhấn mạnh cái này. Background so important. Okay, so clean up cái background. Change cái camera angle của mình. Nếu mà mình cái background đó nó không có đẹp, càng ít distraction càng tốt. Nó save time cloning out later. Mà nó, nếu mà mình không giỏi Photoshop á, là mình phải giỏi dọn dẹp cái hoa của mình, quét quét lùm rác giống như anh Sĩ hay nói. Nếu mà không có giỏi Photoshop là mình phải giỏi cleaning up, okay? Clean up cái hoa của mình. So and then the other thing gần đây thì Dean có làm background riêng của Dean. Bởi vì sometimes even mình quét rồi background của mình về mình vẫn còn không có happy lắm. So gần đây thì đi ra ngoài đó đi chụp hình, cố tình làm cho nó mờ, xong bỏ texture lên, làm cho cái background, xong in nó ra, dùng nó as a background. Nó không cần lớn đâu, 11 thôi. Bỏ đằng sau cái hoa, mình bỏ cái này đằng sau cái hoa, xong mình chụp cái hoa là nó nhìn giống như nature vậy đó. Nó mình tự nhiên là mình có a nice and clean background. So perhaps next week đi ra field thì sẽ cho quý vị thấy những cái đó như thế nào. Mà nếu quý vị có cái này thì đi thì what I do is mình in ra, right? Xong mình kẹp nó lên a cardboard. Mình kẹp nó lên a cardboard cả nó cứng cứng á. Xong mình kẹp nó lên cái clamp. Rồi cái clamp nó hold cái background. And then mình có cái background để mình chụp. And then mình have another clamp. Có thể là mình che ánh nắng as a diffuser. So that's why Dean đề nghị là quý vị mua hai cái clamp. Okay? Tại nó hai cái tác dụng. Một cái dùng as a background, để cầm cái background của mình. Một cái nó cầm cái diffuser của mình. Okay? So okay, mình gần đến cái artistic flower images. Cái phần này là phần 2 nha quý vị. So a lot of artistic images. Okay, mình start up with a nice bokeh.
cái hình mà nó nice, nó have nice bokeh smooth good composition. Rồi sau đó mình phải bỏ lên cái style của mình. Ok, mình để lên cái style mình, nó post process. Cái phần post process nó cũng rộng lắm. So but basically mình muốn cái interpretation của mình muốn cho nó, mình muốn thêm softness, mình muốn thêm dreamy. Mình chụp rõ trước rồi sau mình làm cho nó soft or dreamy sau rất là dễ dàng. Ok, rồi quan trọng là mình phải chụp rõ trước nha, chứ mình chụp mờ rồi mình làm mờ thêm là nó don't work. Ok, tại vì mình làm mờ đằng sau vòng quanh được, mình làm cho nó dreamy, mình thêm mình trừ đi cái clarity để cho nó ảo ảo một chút, bệnh nó vẫn còn rõ nha quý vị, nó không phải là không rõ đâu, nó vẫn còn rõ but nó dreamy, nó painterly. Ok, so những cái hình mà Dean đã show rồi đó là nó fall in all that category, nó separate mình from những cái hình mà documentary, những người chụp trên cái iPhone của họ, chụp lên họ post lên, or họ chụp xong rồi họ để như vậy họ post lên, nó chụp bình thường thôi, right? Và nếu mà mình muốn nghiêng về artistic thì mình phải cố gắng mình thêm một chút Photoshop trong đó. Ok, so do vậy đó mình không có cần everything in sharp focus, chỉ cái những cái gì quan trọng nhất của mình in focus, cái gì như mình muốn, chẳng hạn cái nhụy hay là cái cánh hoa gì đó là cái nhụy đi, cái nhụy là phải rõ, nếu có nhụy trong đó là rõ là always the best bet. Ok, còn mấy cái phần khác nó go into bokeh nhẹ nhẹ không sao. Ok, yep, so the main subject's gotta be sharp, very sharp. And then quý vị có thể chuyển qua trắng đen, nó cũng hay. Hoa trắng đen nó cũng có một cái đặc biệt của nó. Quý vị có thể đem hoa vô nhà chụp, and then dùng cái background để cho nó thêm cái sự đặc biệt nữa. Ok, so and then nếu quý vị dùng telephoto lens thì make sure là quý vị dùng cái extension tube. Quý vị không có cần chụp macro lens, ok, so or chụp telephoto lens cũng được, nhiều cách để chụp lắm, but quan trọng là nó có cái style của quý vị. Ok, so xong cái này thì đi xong. So đi muốn cảm ơn quý vị hôm nay bỏ thời gian qua ngày Easter để nghe quý vị. Đây là cái hình của Điên chụp năm trước. Lúc đó có anh Dượng chụp đây, chụp cái này với cái ống kính Lens Baby. So nó rõ ngay chỗ này thôi. Còn everything else là nó như vậy nè. Quý vị thấy nó hay không? So nó lạ lạ. And chụp cái này với ánh sáng nhiều để cho nó bright and thing. Cho nên cái selective focus lens này mình replicate trong Photoshop không có được. So rồi xong, cảm ơn quý vị nhiều. Tôi nói về cái này được không anh? Là bữa đó đó nhìn thấy anh Dean in action đó thì quý vị sẽ học được nhiều lắm. Tại vì tôi nhớ cái bức này ấy thì anh giống như là anh ấy cúi đầu gần xuống dưới mặt đất đó để chụp cái tấm hoa, thì hoa nó thấp lắm. Thì lúc đó thì tôi nhớ focus speaking thì anh nói tôi là chụp như vậy đó, thì focus speaking đó nó giúp cho mình nhận rõ cái điểm nào điểm rõ nhất, tại vì lúc đó khó thấy được cái điểm rõ, mà cái này phải manual focus chứ không auto focus được. Ừ. Đúng không anh? Đúng vậy. Thấy in action thì mới thấy là hay. Dạ. Đó thì còn có. Dạ, lúc đó thì anh Dượng giúp Điên chụp cái hoa này, anh Dượng bên trái là có mấy cái hoa khác, anh Dượng hình như giúp cầm cái hoa này với là đẩy hoa bên trái qua một bên một chút tại vì bị rối đó. Thì chụp cái hướng này những cái hoa đằng sau là nó cũng xa xa lắm, mà tại vì mình chụp gần nó put into a nice bokeh. Cho nên quý vị thấy rất là smooth bokeh. And cái nhụy hoa thì miễn sao cái đó nó rõ là everything else okay. Yeah. So and then
post process thì đi làm cái màu nó tươi hơn một chút, a little more pastel-y. Để cái đó là cái style đi thích, cái màu nó tươi tươi, sáng sáng như vậy. Yeah, so yeah, anh Dương cái thấy cái cách này. Yeah, đây như anh dùng baby lens sweet Eddie cộng với là macro cộng 2 phải không? Yeah, yeah, lens, yeah, vậy đó, yeah. Muốn hỏi anh Đinh là nếu mà mình xài cái attention tube cho cái 7200 đó thì nó mình xài loại nào anh Đinh hả? Nó có là 12 hay là 20 rồi đó anh Đinh hả? Yeah, okay, good question nha. Yeah. Đinh muốn nói rõ là cái attention tube nó khác với extender nha, yeah, cái extender. So attention tube là nó ở bên trong là nó không có kiếm, nha, nó hollow, nha, thì nó come in different thickness, thì có cái 12 mm, có 22 mm, so nó càng dày á, nó càng khó dùng, cho nên lúc mà quý vị mới dùng á thì dùng cái mỏng, dùng cái 12 mm, nó dễ dùng hơn, thì nó cho quý vị nó cho phép quý vị tới gần cái hoa hơn để cho chụp nó ra to, cái hoa nó ra to như quý vị thấy trên màn ảnh như vậy. Cái hình này Dean crop very little, cái này almost tại cái lens baby nó cũng design for close-up photography luôn á, so nó cho mình tới rất là gần, và càng gần thì có hoa, mình có hoa này nhỏ tí tẹo anh Nhường ha, anh nhớ không, hoa này cũng nhỏ lắm, không có to. Dạ đúng rồi, vâng. Yeah. So nó cho quý vị tới gần nó làm cái hoa nó to. Yeah, so nó khi mà quý vị mua cái extension tube nó come as a set of 3 thì phải. So dùng cái nhỏ nhất á, bắt đầu với cái nhỏ nhất, sau quý vị quen cái đó rồi xong step up to cái middle ring. Quý vị có thể stack nó together được luôn á. Có trả lời anh Tuấn được không ạ? Dạ, yeah, ok, cảm ơn Đinh. Dạ, có thấy một xét của nó là hai cái, một cái 10 mm và một cái là nó đi với lại 16 mm. Ok, một cái. Yeah. Ok, ok, đó, đó giờ, dạ, yeah, ok, dạ, yeah, vậy set nó hai cái là, dạ, yeah, hồi xưa ba cái, bây giờ hai cái. Yeah. Thank you, Đinh. Dạ. Câu hỏi này đi, anh Dương cứ nhắc tới cái focus picking á, cái đó nó chỉ có available với lại manual focus đúng không? Dạ đúng vậy. Nhưng dạ, mà trên máy, dạ trên máy của Dean là nếu mà Dean tắt autofocus là tự động nó lên nè. Thì đúng vậy. Vậy trong cái bài mà cái page mà focus của cái presentation này á, Dean nói là continue focus, tức là Dean dùng autofocus đúng không? Dạ dạ. Thì tùy theo ống kính mình dùng đúng không? Thì cái autofocus của cái macro 105 của Nikon á, thì cái đó là giống như là Dean chụp cái đó là giống như 90% of the time. Thì mình dùng, nó có autofocus thì mình cứ dùng autofocus. Còn nếu mà mình chuyển qua cái lens baby á, giống như tấm này đó, thì em phải dùng cái focus picking. Okay, yeah. Thank you. Yeah. Yeah, rất thích. Dạ, anh Đinh cho hỏi thêm cái nữa anh Đinh. Ngoài cái hoa đó nó làm mà cái chủ đề chính thì có khi mình có thể dùng cái supporting subject đó để mình kể câu chuyện luôn được không? Tức là mình không có chú trọng chỉ có một cái hoa không, mình có thể có những cái cánh cây hoặc là cây nhỏ, bất cứ cái gì đó nó trở thành the supporting subject để cho cái bức tranh. Dạ được chứ anh, dạ được chứ, dạ có miễn sao mà nó rõ ràng là cái nào là cái hoa chính, cái nào có hoa phụ. Ok, rõ ràng nhất á, là một cái trước, một cái sau, một cái rõ, một cái mờ. Giống như cái example mà Dean show. Well, in this case thì nó bằng nhau, right? Và nếu mà mình muốn cái story chẳng hạn cái này đó thì mình có hai cái hoa, nó phải rõ ràng như vậy nè anh. Chúng tôi là bị double subject nha, cẩn thận về cái đó, tại vì
So unless nó liên hệ với nhau như vậy, cái này cái hoa đỏ này cũng không hẳn là rõ rõ lắm, mà có hoa vàng thì nó có hoa vàng vàng cam cam thì nó for sure nó rõ. Nhưng cái này nó ok tại nó có cái story thì cái này nó ok. Sometimes the story nó quan trọng hơn là cái chỗ nào rõ, chỗ nào mờ. Ok, mà cái này nó within, nó with, tại mình nói về về nghệ thuật cho nên nó không có rõ ràng lắm, right? Cho nên cái story still nó quan trọng hơn. Hình này nó có cái story, right? Hai cái hoa nó liên hệ với nhau. Yeah, so good question đó anh. Yeah. Tuần tới đi đâu vậy anh Linh? Tuần tới đi Descanso Garden. Theo cái schedule Thư bỏ lên. So cái đó là chủ nhật tuần sau quý vị. Về nói sơ sơ về cái đó ha, thì để đi coi cái giờ đó. So Descanso Gardens. Để coi mấy giờ nó mở ha. So ok, nó mở 9 giờ sáng. Mình sẽ hẹn gặp nhau ở đó khoảng 8 giờ sáng đi. Mình gặp nhau ở đó 8 giờ sáng. Và Linh sẽ have giống a meeting để mình review những cái kỹ thuật mình dùng, với là show cho quý vị cái cách dùng cái diffuser, rồi xong and reflector, cái clamp, rồi cột lên cái plastic around cái lens. You know what? Hội có budget, bởi vì quý vị ủng hộ hội đó, thì Dean sẽ như thế này này, Dean sẽ mua cái plastic cho quý vị tuần sau nha. So quý vị nào mà chưa có đó, đừng có mua, Dean sẽ mua cho quý vị, hồi tặng lại cho quý vị, tại quý vị ủng hộ hội thì Dean sẽ mua cái đó, hội sẽ reimburse lại cho Dean. Mà Dean để Dean mua cái đó, để mua đúng cái cho quý vị dùng nha. Yeah. So khi mà gửi ra cái email, nói cái plastic gì anh Dean? Cái plastic để cột lên cái ống kính đó anh. Ok. Dạ. Yeah. Không biết quý vị có thấy hình, không biết qua WhatsApp nó thấy, quý vị còn thấy cái hình ảnh của Dean không? Đang cầm cái ống kính này, có thấy không? Thấy. Ok, đó, cái plastic này này, nó có nhiều loại lắm. Cái loại mà anh vừa mua năm trước Dean thấy rất là hay, tại nó translucent, nó không có hẳn là nó solid color, but nó translucent, cho nên nó perfect for photography. Dean sẽ sắm cái đó, and then but Dean nhờ quý vị reply cho cái email mà hội sẽ gửi ra thông báo quý vị mình đi đâu đó, để cho Dean biết cái số lượng để mua. Ok, cái số lượng để mua, so để cho hội tặng lại cho quý vị cái món này. Ok, mình hẹn gặp đó 8 giờ sáng để Dean phát ra cái đó, là trong nó thêm về cái kỹ thuật. And then mình sẽ vô mình chắc Dean cũng nhờ không biết anh Hiệp hay là chị Loan có giúp Dean về cái này không. Mình gọi trước, mình muốn cái discount đó, cái số lượng của người đi đến discount, là thay vì họ charge mình 10 đồng, mình có thể mình vô 8 đồng chẳng hạn. Nếu mà anh chị tham dự tuần sau ấy, thì có thể giúp Dean về cái đó, để cho mình lo về cái phần đó trước, nó dễ dàng hơn là mình lo sáng đó. Ok, thì Dean thân sẽ hỏi cái giá của senior với lại student hay là và group bao nhiêu, lúc đó mình mới tính ha. Ok, that'd be great. Còn nữa, mình những anh chị ở Dallas như chú Thắng ở Portland, ok, Thư sẽ trong cái email đó Thư cũng sẽ reach out to anh chị để hỏi chuyện coi ở đó có gần cái garden nào mà mình có thể đi chụp được, tại vì anh Kim có thể đi chụp với anh Thomas với lại một vài anh chị ở bên Dallas phải không? Thành ra Thư sẽ gửi riêng ra một cái email cho bên đó. Ok, that would be great. Yeah.
cái nếu mà bên đó mà không có mấy cái Bonita Garden nó vô trong mấy cái nursery mà bự á, fancy nursery nó cũng có nhiều hoa lắm. Thư sẽ gọi điện thoại để coi bên đó có cái gì rồi làm research. Có cái rose garden. Rose garden được chú Thắng. Cái đó là free mà, phải không? Dạ, free. Yeah. Đậu xe tốn tiền hơn chút thôi. Đi đây. Dạ. Yeah. Đại điện, cái tôi thấy có một cái đó mà tôi đi mà đi chụp hoa một thời gian đó, thấy cái rất cần là cái knee pad mình mua ở Depot được. Tại khi mình quỳ xuống đó, mình có cái đó nó sẽ rất là giúp cái đầu gối mình không có đau mà mình có thể quỳ sát được. Còn nếu không có đó rất là cực. Đúng rồi. Đau lắm quý vị, tại mình chụp nguyên ngày á, đứng lên ngồi xuống, đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống là có thể quần luôn á. Dạ, em cũng như quý vị cũng thấy năm trước em cũng đem theo cái đó, đem theo cái đi card đó. Dạ. Đó thì lớn tuổi thôi cũng phải mang. Nó bán. Dạ, được rồi. Cái đó thì quý vị phải sắm riêng nha. Ai show mà cái khúc mà cái khu mà bán garden á, bán mấy cái đồ garden. Ok, ở nhà trong garden mình có gì đem vô đó hết. Ok. Đi nói sơ sơ quý vị, ở đây nó cũng hơi khó khăn nha quý vị. Mình phải cẩn thận, mình đừng có đạp lên cái garden của họ. Nhà mình tới đó mình chụp guest, cho nên những gì dụng cụ mình cần cái ống kính dài. Sau cái việc tại vì họ mình không có được vô đây để chụp gần, cho nên quý vị nếu mà có quý vị có cái ống kính dài thì đem theo để cho mình zoom vô. And then Dean sẽ đem theo cái 70-200 and also 105mm macro. Nếu có cái đó thì dễ chụp hơn nha quý vị. And then những gì mà Dean đã mention trong cái equipment list đó, thì quý vị sắm cái diffuser clamp chẳng hạn như vậy. Ok. So. Hello anh Dean. Hello Thư, Kim ở Dallas. Sorry, từ đầu tới giờ mình cũng có công việc, thành ra mình không có nói chuyện. Ở bên đây nó cũng có một cái vườn hoa, nhưng mà dĩa nó bán cũng mắc lắm Thư. Vậy hả? Có cái vườn hoa nào giá rẻ mà đẹp không? Mắc là mắc bao nhiêu vậy anh Kim? Kim không rõ mắc bao nhiêu, nhưng mà cỡ mà nếu mà không có giảm giá gì hết là một người cũng gần 30. Không biết sao nó bán mắc dữ vậy, không biết. Không trời, dữ ta. Dạ. Đó là giá bình thường rồi anh Kim. Dạ. Ở bên đây cũng có đó, cái gì đó, Huntington Library gì đó phải không? Ở trên Pasadena đó. Huntington Library. Kim có câu hỏi là thí dụ như mà mình đi ra ngoài mình gặp những cái bông đẹp, mình không có sẵn máy chụp hình, mình chụp bằng phone rồi mình có nộp bài được không, hay là được miễn sao nó đẹp thôi anh. Ok, đẹp thôi miễn sao anh chụp bằng cái cách gì. Em quên chia sẻ tại vì không có giờ đó. Em có iPhone 12 mà em mua cái macro lens cho cái iPhone 12 là chụp cũng khá lắm nha. Không có chê được. Có ống kính gắn vô phone nữa hả ta? Dạ. Coi để em coi có chia sẻ được không ngay bây giờ. Kim cho Thư biết cái tên của cái vườn đó tên gì? Cái tên đó là Botanic Garden mà nó ở thành phố Garland đó. Garland, Texas. Cái gì vậy? Để Kim... Garland, anh ở đâu? Dallas hay là ở đâu? Dallas thì Garland nó cũng thuộc địa phận Dallas. Yeah. Đây này anh, đây là chụp với iPhone 12 này. Wow. With a macro attachment. Okay, tại vì đây là giống như cái ngày mà mình chia sẻ đó thì để đi nói gì mà mình làm thêm nha. Ok, so Dean chụp cái tấm này đó, so chụp hai tấm. Focus stacking cái vùng này để lấy thêm rõ đây. Bokeh stack vẫn vùng khác, bokeh stack vùng khác bên ngoài này để cho nó mờ thêm. But rất là tiếc lúc đó Dean không có thấy là nó bị
cái vết thương này. Nếu vết thương này có vết thương này, Dean sẽ lấy rõ tới đây luôn. Ok. Và lúc đó Dean chỉ thấy cái chỗ này thôi thầy. Lúc đó chụp cũng nhanh. So that's what I did. So a combination of focus stacking and bokeh stacking. And then mình cái màu nó cũng gần như vậy, but vô Photoshop thì you know, tại vì Dean biết Photoshop thì thêm mắm muối lại cho nó tươi hơn một chút. So nhưng mà anh Dean chụp bằng RAW hả? Dạ đúng rồi đó anh. Cái iPhone mới này đó mà Dean phải mua cái app nó chụp ra RAW. Dạ cái RAW nó cũng to lắm nha. Chụp nhiều quá nó fill up cái space của phone mình đó. So megapixel. Đúng rồi đó. Đúng rồi, something like that đó. Mà nó bắt mình, nó Dean không thích nó bởi Dean bực mình với nó bắt mình mỗi năm phải trả giống như là membership fee, mình không có mua một lần mà mỗi năm là mấy mấy đồng gì thì phải. Nó what the heck? Không cần phải mua cái đó đâu. Thư cũng có thử qua một cái hình như nó là Camera Plus gì đó. Nó mua một lần là xong rồi. Đây quý vị có thấy trên đây không? Đây là Holiday. Bây giờ đi dùng cái nó có the free trial đó. Thì đi dùng nó trong cái free trial xong thấy nó đắt quá, mình đi đang chờ somebody else come out. Đi dùng cái đó bởi vì sao? Bởi vì nó có cái focus picking. So miễn sau mà mình có cái app mà nó có focus picking á là mình chụp được. Tại nó mình không có focus picking là thua, không có chụp được. So cái app gọi là Holiday hay là HA, đánh vô cái chat nha. Kim thấy cái iPhone 13 Pro cái phần portrait của nó focus cũng dữ dội lắm. Dạ nhưng mà tôi chưa thử cái RAW của nó thế nào, nhưng mà cái JPEG của nó đó dù nó có rõ, nó có đẹp cách mấy, anh chỉ rửa được tới 8-10 thôi à. Khi mà anh zoom lớn hơn nữa nó sẽ bị pixelate. Cái sensor của nó quá nhỏ. And cái Holiday này đó nó cho mình manual focus. Nói luôn. Yeah, so that's what's cool about. Cho nên anh Kim anh chụp với iPhone nó là anh chụp kiểu này được đó. Dean cho tôi hỏi nha, anh Dean nói là cái app đó nó làm cho cái phone mình có thể chụp được raw file hả? Dạ, yeah, đúng vậy. Tôi nhớ là tôi có cái phone nó built in raw file mà. Không có. Sau này mới có thì iPhone 12. Bây giờ tôi đang xài cái Samsung đây nè, cái này nó built in raw file đó. Samsung thì đúng rồi, không iPhone 12 nó cũng có raw file. Dạ, yeah, nó có raw file but nó mình expose nó bằng cái app. Cái đột trên nó không có. Thì mình phải nhập cái app nó mới có expose. Anh cho biết cái mà attach mà vào trong cái iPhone á để chụp macro để mua được không anh? Dạ anh cứ chờ xíu nha. Ok. Quý vị thấy cái anh Dean stop sharing. Ok. And then mọi người click vô hình của anh Dean để cho nó lớn hơn á. Ok, stop sharing. Giờ có cái ba dấu chấm rồi mình ghi là nó cái này ha. So, đó, một click vô anh Dean. Đó, cái hiệu nó là như vậy ha. Nó cost như 20 mấy đồng. Silver. Ok. Okay. Cảm ơn anh Dean. Để Dean nếu quý vị có cái iPhone thì như cái này nó dùng với Samsung cũng được luôn, tại nó clip vào, nó clip vào. Oh by the way, iPhone nó có 3 cái lens nữa nha. Nó có 3 cái lens. Quý vị phải biết cái lens nào chụp nó có để dùng. Quý vị có thể bỏ lên cái lens mà nó telephoto được luôn. But nó hơi khó dùng thôi. That's the only problem. Nó take a little practice. Mà phải có cái focus picking.
nếu không có là thôi bỏ tay, don't even try it, tại nó rất là khó. So đây rồi, ok, đây nó còn bán không? Oh wow, nó lên giá 40 đồng. Và 39 đồng. Yeah, đúng rồi, 39 đồng. Đây đi gửi trong chat nha, đây là link trên Amazon Zenvo. Đó, quý vị thấy ở trên chat đó nha, cái hiệu là Zen. Oh, inside Hali đi. Oh, ok, yeah. Yeah. It's a camera plus 2. Cái này á, nó thấy là nó có thể xài flash luôn được. Oh, Dean quen nói với quý vị, Dean phải dùng noise reduction luôn nha. So để clean up cái this image, thì cái hoa mà chụp bằng bằng iPhone đó, nó có nhiều noise, nó có nhiều noise, so I had to clean that up a little bit. So cho nên bây giờ là cái lens đó go wherever I go. Cho nên mình hứng là mình ra mình chụp được. So ok, rồi có thêm câu hỏi gì cho Đinh không ạ? À? Okay. Anh nói anh dùng anh reduce cái noise á, thì anh dùng cách nào? Em dùng Nick Collection, the free collection. Lần tới thư Đinh sẽ chia sẻ rất là nhiều về cái Nick Collection. Lần tới khi mà mình tới cái phần 2 của cái phần này đó, Đinh năm nay đã chuẩn bị được, đã partial gần xong cái phần 2 của cái chương trình này. Show you all the tricks để làm cái hoa. Tại vì cái khi mà mình mới chụp ra nó, cái đó là cái base thôi, cái base của cái hoa mình phải transform nó a little bit để clean nó up rồi xong làm giống như đi nó mắm, bỏ thêm mắm muối để cho nó ra nó ra đẹp hơn. So, tôi vẫn còn hơi confused chút xíu về cái sapin với lại cái noise reduction, tại hai cái đó nó ngược với nhau. Mình không biết là khi mình có, khi mình tăng, mình có nên tăng hai cái luôn một lúc không? Dạ phải á, thì nếu mà cái sequence mà làm đó, chú Thắng phải không? Chú Thắng hỏi hả? Dạ. Cái sequence mà làm á, thì chú reduce cái noise trước. Rồi mình muốn cái hình mình nó clean trước rồi đó. Lúc đó mình chỉnh màu, chỉnh contrast, làm tối, làm sáng. Rồi sau đó thì chú save nó in a separate layer. Là mình combine all the layer into one layer. But separate layer nha. Mình vẫn còn những cái layer ở dưới đó. Cái layer đó là chú làm sharpen. Ok, so chú cũng vô cái Nick Collection làm sharpen. Ok, and then vô cái Nick làm sharpen á, thì thường nó làm sharpen nguyên cái hình. Và làm xong á, chú mask nó lại, chỉ lấy cái nhụy cho nó rõ thôi. Dạ, tôi hiểu rồi. Cái đó là một cái lại cái secret. Dạ, đúng rồi, chứ không. Mình không có sharpen hết tấm hình lại một lần nữa. Hay là lúc mà mình làm sharpen á, mình slide cái threshold để cho nó những cái phần nào mà không cần rõ, mà không có in focus á, thì cái Photoshop nó vẫn không có sharpen cái phần không rõ, mà nó chú phải slide cái threshold để mà mình kiếm được cái optimal point. Rồi sau đó như Dean á, làm xong cái đó rồi là cũng phải thêm một cái layer để mình tức là hai layer. Dạ đúng rồi. Không thì có cái một cái layer chú merge hết, làm xong hết rồi chú merge lại một cái layer on top, đúng không? Tức là mình không có merge tất cả lại thành một layer, mà là mình add một cái layer on top, rồi sau đó mình dùng cái sharpening á, mình slide nó, nhưng mà slide với cái threshold để mình coi cái mask của nó ra sao, rồi sau đó lại cái mask mà black mask của mình nó đè lên tấm hình, rồi mình lấy cũng cái layer đó luôn, rồi sau đó mình dùng cái brush để mà mình review. Quý vị thấy cái này rõ kinh khủng không? Rõ nghiền luôn á.
Dạ đó, mình cứ dùng cái next software, right? Lấy cái phần cái này thôi, right? Trên do cái bên ở trên phần trên á, nó cái bokeh nó vẫn còn smooth, là do vậy nên không có lấy cái rõ trên đó, mình lấy cái phần này thôi, lấy cái phần này thôi, cho nên thấy từng sợi. Thấy wow. Rõ chứ, cái phone mình giữ quá. Yeah. Rõ, cái này bằng iPhone, can you believe that? That's it. This is iPhone. Tôi thêm cái câu hỏi nữa là nếu mà nói như thế này đó, thì trên cái camera camera raw đó, thì cái sharpen với lại cái noise reduction đó, nó đi cùng một lúc, cùng một cái tức là hai cái bar nó sát với nhau đó. Thì nếu vậy mình cũng không có dùng cái đó được đúng không? Tức là mình nếu mình muốn sharpen thì mình sharpen thôi, còn noise thì noise thôi, đừng có mix hai cái đó với nhau đúng không? Ok, để tôi trả lời cho anh Thắng. Cảm ơn anh. Adobe Camera Raw đó, khi mà anh vô cái phần mà detail với lại ấy. Yeah, đúng rồi đó, nó đó. Hai cái nó ngay bên cạnh nhau. Thì giống như thư nãy nói á, anh phải tìm được cái threshold khi nào mà acceptable cho được thì mình ngừng ở đó. Thì khi mà anh kéo lên cho nó rõ đó thì những cái noise á nó sẽ pop up. Thư hiểu ý của chú Thắng rồi. Bây giờ vậy, hồi nãy Đin cũng có nói sơ nhưng mà Đin chú Thắng có lẽ là miss cái phần đó. Có nghĩa là mình reduce noise hay là sharpen á, thì tùy theo Đin á, thì Đin chọn là làm reduce noise trước rồi sau đó mới làm tất cả những cái gì trong cái workflow, sharpen là để cuối cùng. Cuối cùng tức là mình sharpen tấm hình á, là mình target cho screen hoặc là cho print, hai cái sharpen đó khác nhau. Thành ra chú Thắng phải làm tất cả những tấm hình, những cái bước của mình cho cái tấm hình nó đẹp thiệt là đẹp đã. Rồi sharpen đó là cái bước cuối cùng tính sau. Sharpen nó independent from cái workflow của mình. Tức là chú Thắng đừng có làm sharpen ngay từ đầu, là tại vì cái hình đó nó sẽ không có smooth. Nó sẽ gấp khi mà mình làm những cái bước sau. Sharpen để cuối cùng trước khi in ra hoặc là bỏ lên internet thôi. Đúng vậy. Yeah. Tức là cái feature đó của thằng camera raw mình không đừng có đụng tới. Không nên đụng vô lúc đó. Yeah. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Cái câu hỏi như vậy. Yeah. Ok, nhưng mà nếu mà ở trong cái Adobe Camera Raw đó, nếu mà mình chỉ nên làm maybe 20%. Vậy 20% rõ, còn nếu mà anh muốn rõ hơn nữa thì nên dùng Photoshop để mà làm. Đừng nên làm mình America. Tức là cái kia để cho mình quick fix. Yeah. Everything mình làm trong một cái page đó là mình xong. Yeah. Okay. Nhưng mà nếu mà muốn đi về detail, anh phải dùng mask layers. Yeah. Rồi từng chỗ một thì nên qua Photoshop. Yeah. Tôi hiểu rồi. Yeah. Yeah. Nếu chú Thắng không cần qua Photoshop thì làm đẩy một lần coi như xong chuyện đúng không? Yeah. Cái nào mà simple đó thì mình làm luôn ở trên kia cũng được, tại vì mình không có thay đổi nhiều. Cái bottom line đó là cái sharpen đó, như thư với là anh đi nói là mình nên làm selective, ngay cả trong ACR mình cũng có thể dùng cái brush hoặc là mình dùng mấy cái khác được mà. Mình làm sharpen selective thôi. Chứ mình đừng có làm overall, bị hư. Không nên làm Photoshop is the best way to do it. Muốn làm ACR không cũng được. Đúng rồi. Dạ, từng vùng một thôi. Tức là mình làm cần từng vùng á, giống như anh nói á. Dạ. Cảm ơn. Dạ, nếu mình không làm như vậy đó, mình không có được cái smoothness trên cái bầu trời. And nếu mà trong cái hình phong cảnh á, cái bầu trời của mình á, nó cũng không có được smooth, nó bị texture. So nó không có được trong. Cái hay của khi mà mình remove noise á, hình mình được trong hơn. Và khi mà mình sharpen á, thì nó đánh giống như đánh ngược lại, giống như chú Thắng nói đó. Cho nên nếu mà mình dùng cho nên mình selectively lấy cái vùng mà mình muốn rõ thôi, để cho hình của mình được nó stay, nó được trong. Cảm ơn. Quý vị thấy không, đây là điên chụp một f 1.6 của iPhone, and thật ra đằng sau nó còn rõ lắm, mà đi về cũng phải làm mờ thêm.
Yeah, vậy it's anh weird, yeah, tại tại nó gần, tại cái hoa này nó gần sâu quá, mình thấy mình nó hơi distract một chút, cho nên mình làm phải làm thêm nữa. Dạ, yeah, cho nên cũng cái hình này mình cũng phải thêm mắm muối cũng dữ lắm. Actually, yeah. Actually nếu mà đi làm lại thì phải lấy cái miếng đỏ này ra, nó a little distracting. Ha, đúng không? Yeah, thì dù cái đó là cái cánh hoa đó, mà tại nó ngay chỗ này nó hơi distracting. So mình miss cái này một chút. So lúc lấy nó ra dễ dàng. But dễ, but cũng nếu mà làm không đúng á, tại cái transition này nó rất là nhẹ. So nếu mà làm không đúng là chẳng hạn anh sĩ sẽ thấy liền. Đúng không? Tại vì cái chỗ mờ này đúng không? And transition nữa, nó màu nó khác nhau nữa. Quý vị phải sometimes đi làm á, đi phải dùng tới 600-700% làm rất là bỏ rất là nhiều time để cho ai khỏi thấy mình sửa cái chỗ đó. Cái chỗ khó nhất là cái chỗ là chỗ transition đó, ngay chỗ này mà chuyển màu nữa. Cái ta kết thúc là làm cho anh sĩ không biết đó. Nếu mà qua mặt của sĩ là mình thành công á. Mà khó lắm nha. Rất là khó, ông ấy nhìn cái mắt của ông ấy thấy hết đâu. Không dễ đâu, phải rất là nhiều năm kinh nghiệm. Với một cái nữa quý vị, tại vì hôm nay thì đi chia sẻ với quý vị những cái secret sauce đó, mình khi mà mình chỉnh hình như vậy đó, mình không có cần khai ra mình làm cái gì nha quý vị. Tại vì cái này nó nghiêng về art đúng không? Mình không cần khai ra. Nếu mà trường hợp nếu mà nói tới cái đó ok, nếu mà họ mình muốn nói thì nói, but nhiều khi á mình người ta không thấy mà tự nhiên mình đang mình nói người ta, xong lúc đó người ta nói ô hèn chi. Hèn chi mình thấy nó lạ chỗ này, cho nên đi nói như vậy. Cho nên quý vị cứ chỉnh hình, cứ làm hình cho the best của quý vị mà không có cần khai ra, unless trong cái review á, thì anh sĩ hay là Dean hay là mấy anh chị khác hỏi á, thì gia tài với nó, bởi vì mình hỏi, bởi vì mình thấy nó hơi nó sao sao á, đúng không, nó sao sao, lúc đó mình mới hỏi tới. Thì nếu mà quý vị nói thì có thể mình giúp quý vị chỉnh cho nó tốt hơn. Là most of the time giống như sĩ nói là về cái selection không có kỹ, là lúc đó là cái nó loại ra ngay chỗ đó, most of the time là như vậy. Mình không có kỹ cái selection thôi, với cái transition nó không đúng, mình bị halo lại kia. Đi nghĩ quý vị cũng cần để lại với gia đình, tại hôm nay là Easter, cho nên đây chắc đi lấy last question nha, nếu mà có nha. So có câu hỏi gì khác không ạ? Cho tôi hỏi một câu ở ngoài đề chút. Dạ. Là nếu bây giờ mình dùng một cái lens mà crop lens lên trên một cái full frame camera thì nó có cái thay đổi gì? Nó có một cái vấn đề lớn là cái ống kính đó còn, nếu mà máy của chú mà nó không có adapt được cái ống kính đó thì chú sẽ có là black around ngay chính giữa cái vòng, tại cái crop frame đó, crop lens đó, nó nhỏ hơn là cái full size, cho nên có sẽ một cái khoảng đen rất là dày vòng quanh cái chỗ mà nó có hình. Ok. Nikon. Dạ, bốn góc nó đen á và nó curvy. Quality của cái hình thì sao? Thì ngay chỗ mà có hình thì vẫn ok chú. Vẫn ok, mình mình mất nhiều cái chút. Chú cắt bỏ gần như là hơn nửa tấm hình. Đúng rồi. Cái ba bốn cái vòng xung quanh. Ok, cảm ơn Dean. Dạ. Ok. Rồi. Cảm ơn Thư. Okay. Vậy Dean. Mình hỏi tí Ok dạ. Dạ. Tuần sau đi ra ngoài chụp hình như vậy là chủ nhật tuần sau mình sẽ không có lớp như vậy. Đi thực tập. Dạ đó. Đúng rồi. Lúc đó Thư sẽ Thư sẽ ô anh Kim, Thư Dallas Arboretum nè. Có 16 đồng thôi. Đó là botanic nha. Reserve trước nha, nó ở Dallas Arboretum nè. Đúng rồi. Ở Garland đó. Dạ, không biết là cái cửa nào mà mắc dữ vậy, 30 đồng ha. Ok.
Hay là nhiều khi là special event. À, mình cũng không rõ, mình nhớ hồi xưa đi một lần. Vâng, sau này không có đi nữa, là mắc quá. Chỗ này quá đẹp nè. Quá đẹp rồi. Có hoa là được rồi. Đúng rồi. Đó, chắc anh Kim còn đang dẫn bồ đi, thành ra tốn gấp đôi. Vậy á, 16 nhân 2 là 30 mấy đồng, đúng quá rồi, gì nữa. Đúng rồi. Mà trừ đi 10% inflation nữa. Yeah. Phải reserve trước nha, phải gọi vô reserve giờ. Mình chắc mình bên Descanso Garden cũng phải như vậy hả Đinh? Tại vì sau này năm ngoái á, thì nó bắt mình, tại vì năm ngoái là COVID, mình phải reserve. Yeah. Nhưng mà năm nay thì mình nghĩ nó mở rồi, nhưng mà nên check lại. Yeah. Okay. Okay. Vậy mà mấy anh chị có ai không đi được tuần sau không? Tuần sau em không đi được. Thôi ơi, Dead Cancel nó không có require mình phải reservation đâu, 9 giờ nó mở cửa. Cho non-member là 9 giờ mở cửa, còn 8 giờ cho member. Yeah. Đó, giá của nó là 11 đồng. Yeah, ok. Chú mới đi về. Yeah. Well, mình có thể được discount, at least group discount đó. Senior discount. Senior 11 đồng đó. Oh. Senior 11 đồng. Dạ. Giá bình thường bao nhiêu ta? 15 đồng. Wow. Yeah. Nãy có anh cái chú gì mà nói có cái idea là vô mấy cái nursery hay galloway gì á, chụp cái đó hay á. Khỏi tốn tiền. Ở Newport Beach nó có cái Roger Garden đó, ở trong. Dạ, dạ. Ừ. Cũng được, miễn sao mình có chỗ để mình tập mà không bị người ta đuổi như dịch thôi à. Ồ, hay là mình trở lại năm trước mình tới cái chỗ gì nè. Năm trước đó, quên rồi. Ở đâu, thứ nhớ rồi, đi dẫn đi. Đi ra Botanical Reserve. À, đúng rồi, cái Botanical Reserve đó. Để, có ai ở gần đó không ta? Có ai lần đó rồi scout có hoa không? Odin. Thật ra Cali thì hoa free thiếu gì nếu mà mình muốn, nhưng mà mình tại mình muốn đi đâu cho vui. Nên đi tới Descanso rồi, tại nó đẹp. Yeah. Well, như là tới đó có dùng đi nên chỉ mình cách chụp nữa. I think the only thing about cái Descanso nó khó lắm. Nó có nhiều rules. Nó cho đem mình đem vô tripod gì không? Đi sợ nó không cho dùng cái diffuser luôn á. À, đúng rồi, lần trước tôi đem check thử coi cái gì đó, cái University of Fullerton Botanical Garden là free hết á. Okay. Không biết nó có mở cửa không, nó mở vô đó chụp hoa, mà cái cách của mình chụp gần thì trong đó đủ hoa rồi, thiếu gì hoa để mình. Đúng rồi. Nhà mình chụp gần everything in the background nó sẽ mờ đi. Dạ đó. Không có biết. Đó là một chỗ hoặc là ngay nơi Huntington Beach, nó Secret Garden của nó nhưng mà nó hơi nhỏ. Nếu mà cái group mình đông quá thì không có đủ chỗ để chụp. Odin, thư thấy nha, người ta chỉ khó với mình khi mà mình chụp tulip mà mình đem đồ mình che tùm lum thôi. Chứ còn qua những cái hoa khác ở phía bên trong thì mình muốn làm gì làm á Odin. Yeah. Hoa hoa tulip. Đừng có đem cái lần trước đem cái background nó bự gấp 3 lần cái laptop vậy đó. Cho nên người ta chặn mình, không cho mình đem vô. Nào, nó tại vì chúng nó đang straight dùng cái diffuser đó, cho nên nếu mà ai cũng có mà xếp lại được không? Yeah, but still nhiều người dùng là người ta nó attract nhiều attention lắm. Tại vì một nhóm mình đâu phải là 2-3 người đâu, giờ đâu 10 người. Còn để mình research tới coi chỗ anh Hiền nói hồi nãy chứ. Dạ, đi bây giờ nghiêng lại mấy cái chỗ free hơn á, chỗ mà mình tự do hơn á, mình chụp gần cái hoa được nè, mình không cần đứng 3 feet away. Dạ, yeah, cái Fullerton Botanical Garden nó rất là lớn, mà nó free nữa, của University, nếu mà nó mở cửa thì lâu quá thì cũng chưa có check rồi. Fullerton. Nhưng mà nó mở rồi. Rồi bây giờ Thư làm For sure, for sure cái chỗ mà mình tới là cái reserve gì đó, anh nhớ em quen tên rồi. Botanical Reserve, Nagel Botanical Reserve.
là cái đó for sure. Cái đó bây giờ mình để mình research riêng đi để mình bye bye với lớp để họ trở lại với lại ngày hội. Okay, mình research riêng đi ha. Trên board mình research riêng xong quyết định xong. Vậy happy Easter everyone. Happy Easter to everyone. Happy Easter. Happy Easter. Xin chào. Rồi, cảm ơn Trinh nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh Hiệp. Ok, bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhất là anh Điên. Bài rất là hay. Okay. Ok, bye bye. Anh Điên post cái đó lên.